Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 21, sinh tử đài, quyết chiến. Diệp Huyên ra ngoài rồi. Không biết ai hô to một tiếng, tất cả mọi người ở bên ngoài đều đưa mắt nhìn về phía cửa phủ nhà họ Diệp. Nơi đó có một người đàn ông mặc trường sàm đi ra. Người đến chính là Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt của đại trưởng lão nhà họ Diệp lập tức trở nên lạnh lẽo, khóe miệng còn mang theo nụ cười khẩy. Mà ở một nơi khác, Trương gia chủ, Lý gia chủ và phủ chủ phủ thành chủ được mời đến đều nhìn về phía Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên ung dung đi về phía đài luận võ, gia chủ Trương Liệt khẽ gật đầu, khí thế và lòng can đảm của Diệp Huyên này thật sự không tệ, chẳng trách từng khiến mấy đứa nhóc của nhà họ Trương ta chịu thiệt thòi. Gia chủ Lý Ngọc gật đầu, tên này mạnh mẽ quyết đoán, có dũng có mưu, là một người không tệ, tiếc là nhà họ Diệp không tha cho cậu ta, nếu không, Diệp lang chủ nội cậu ta chủ ngoại, nhà họ Diệp này muốn trở thành gia tộc quyền thế cũng không phải không có cơ hội. Phủ chủ phủ thành chủ nhẹ giọng nói, Diệp lang này là cháu ruột của đại trưởng lão, ông già này nhỏ nhen, không cho phép có người uy hiếp đến vị trí của Diệp lang, ông ta càng nghĩ như vậy, nhà họ Diệp của ông ta sẽ càng không thể trở thành gia tộc quyền thế được. Nghe vậy, Lý Ngọc và Trương Liệt gật nhẹ đầu. Trong các thế gia thật sự là một núi không thể chứa hai hổ. Nhưng điều này không có nghĩa là trong gia tộc chỉ có thể có một thiên tài siêu cấp. Trong một vài gia tộc lớn, bình thường đều sẽ có một người chủ nội, một người chủ ngoại, ai chủ nội, ai chủ ngoại thì hoàn toàn phải xem bản lĩnh của người đó. Muốn dở thủ đoạn cũng được, nhưng nếu gia tộc có bản lĩnh, những thế tử thiếu gia kia sẽ không dám làm bậy. Còn giúp đỡ thiên tài này chèn ép thiên tài kia giống nhà họ Diệp thì thật sự rất hiếm có. Diệp Huyên nhanh chóng đi tới trên sinh tử đài, người đứng đối diện hắn chính là Diệp Lang. Diệp Lang nhìn thoáng qua Diệp Huyên, cười khẽ, sau đó hắn ta nhìn về phía đại trưởng lão đang ngồi ở chỗ cách đó không xa. Trên đài còn có một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi. Hai người này không phải người của Thanh Thành mà đến từ Viêm Thành và La Thành. Hai người đại diện cho hai thế lực lớn nhất trong thành, đương nhiên nhà họ Diệp bây giờ không thể trêu vào hai thế lực này được. Nhận được ánh mắt của đại trưởng lão, người đàn ông trung niên và người phụ nữ xinh đẹp khẽ gật đầu đáp lại. Thấy thế, đại trưởng lão cười khẽ, đương nhiên ông ta biết đối phương là đang lấy lòng mình, ông ta nhìn xuống dưới, theo quy tắc của nhà họ Diệp ta, một khi bước lên sinh tử đài, sống chết tự chịu, không ai được nhúng tay, hôm nay hai người đấu một trận sống chết. Ai có thể bước xuống sinh tử đài, ai sống, ai chết, bên còn lại không được phép trả thù. Bây giờ bắt đầu. Bắt đầu. Diệp Lang nhìn về phía Diệp Huyên, cười khẽ, ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của ngươi, ngươi. Diệp Lang còn chưa nói xong, sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi, vì Diệp Huyên trước mặt đột nhiên xông về phía hắn ta tựa như một con hổ dữ. Thấy cảnh này, mọi người đều ngơ ngác, không nói một câu mở màn mà bắt đầu đánh nhau luôn à. Diệp Huyên từng tham gia vô số cuộc chiến sinh tử, những cuộc chiến đó khiến hắn hiểu một đạo lý, rất nhiều khi, người chết đều là vì bản thân nói nhiều. Đây là luận võ sinh tử, trước khi đấu còn phải nói nhảm. Xin lỗi, Diệp Huyên hắn không có quy tắc này. Diệp Huyên ra tay trước có nghĩa là hắn chiếm được cơ hội trước, khi hắn xông tới trước mặt Diệp Lang thì đã tạo thế xong, đấm thẳng một cú lên mặt hắn ta. Băng quyền. Đây là một võ kỹ cấp thấp của nhà họ Diệp, nhưng hắn đã tu luyện võ kỹ cấp thấp này đến mức vô cùng thành thạo rồi, đấm ra một cú có thể vỡ đá nứt vàng. Cảm nhận được sức mạnh trong nắm đấm của Diệp Huyên, sắc mặt Diệp Lang hơi thay đổi, hắn ta không dám coi thường, nhẹ nhàng lùi chân phải về sau, đan hai tay lại giơ về phía trước để chặn. Ầm! Sau một tiếng nổ nhẹ vang lên, Diệp Lang bị chấn động đến mức liên tục lùi về sau. Thấy cảnh này, mấy người đang có mặt đều ngơ ngác. Không ngờ ở hiệp đầu Diệp Lang lại rơi vào thế yếu. Sắc mặt của mấy trưởng lão nhà họ Diệp trên khán đài đều cực kỳ khó coi, đặc biệt là đại trưởng lão, sắc mặt ông ta u ám đến đáng sợ. Trên đài luận võ, Diệp Huyên đánh trúng một đòn cũng không dừng tay mà lại tiến về phía trước, mượn thế chạy nhanh, Diệp Huyên lại đấm một cú về phía Diệp Lang. Chỉ sử dụng sức mạnh của thân thể. Ở một nơi nhỏ bé như Thanh Thành này, võ kỹ là một thứ rất hiếm thấy, nhiều khi đánh nhau đều chỉ sử dụng sức mạnh thân thể và kinh nghiệm. Sau khi Diệp Lang dừng lại, sắc mặt hắn ta cực kỳ khó coi, hắn ta không ngờ Diệp Huyên lại mạnh đến thế, hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của hắn ta. Thấy Diệp Huyên lại đánh tới, hắn ta không chặn mà siết chặt tay phải thành nắm đấm,
sau đó đấm về phía Diệp Huyên. Trên nắm đấm của hắn ta có những tia sáng yếu ớt chớp lóe. Người đạt đến khí biến cảnh có thể có khí của riêng mình, mà khí có thể nâng cao sức mạnh thân thể. Hai nắm đấm vừa chạm vào nhau, sắc mặt Diệp Lang bỗng hoàn toàn thay đổi, một giây sau, hắn ta lại liên tục lùi về phía sau, lùi xa tới mấy trượng, mà người tinh mắt đều có thể thấy rõ cả cánh tay của Diệp Lang đang run rẩy dữ dội. Đám người đại trưởng lão trên khán đài đứng bật dậy, trong mắt đại trưởng lão đầy vẻ khó tin, vì sao sức mạnh của cậu ta lại đáng sợ đến thế? Đây hoàn toàn không phải sức mạnh bất tức cảnh cấp 5 nên có. Mấy người Lý Ngọc ở xung quanh cũng cực kỳ ngạc nhiên, sức mạnh của Diệp Huyên này thật sự hơi không bình thường. Ở một bên khác, người đàn ông trung niên và người phụ nữ xinh đẹp đến từ Viêm Thành và La Thành nhìn nhau một cái, trong mắt hai người cũng có chút ngạc nhiên. Trên sinh tử đài, sau khi dùng một cú đấm đánh lùi Diệp Lang, Diệp Huyên đạp mạnh chân phải, bay nhanh về phía trước. Cách nhau mấy trượng, nhưng hắn lại đi rất nhanh. Khi đi tới trước mặt Diệp Lang, chân trái của hắn đứng vững dưới đất, chân phải thì vung lên đá về phía vai của Diệp Lang. Chân quét qua, có tiếng nổ khe khẽ vang lên. Trong mắt Diệp Lang hiện lên vẻ dữ tợn, hắn cũng không chặn cú đá này mà mặc cho Diệp Huyên đá trúng vai mình, nhưng cùng lúc đó, hắn ta cũng đấm một cái vào bụng của Diệp Huyên. Bốp bốp, Diệp Lang lăn mấy vòng sang bên cạnh, còn Diệp Huyên cũng lùi về sau mười mấy bước. Nhưng hắn không bị sao cả. Chương 22, thiên tuyển nhân thua rồi sao? Hắn dùng thân thể đỡ cú đấm của Diệp Lang. Sao có thể? Trên khán đài, sắc mặt của đại trưởng lão đầy vẻ khó tin, sao cậu ta có thể không sao được? Một bên khác, mấy người Lý Ngọc cũng nhíu mày, Diệp Huyên này đỡ một quyền của Diệp Lang mà lại không có chuyện gì. Trên sinh tử đài, Diệp Lang cũng không xảy ra vấn đề lớn gì, vì nội giáp hắn ta mặc trên người đã giảm thiểu rất nhiều sức mạnh của Diệp Huyên rồi. Khi thấy Diệp Huyên cũng không sao, hắn ta nhíu chặt mày, sao ngươi có thể không sao được? Một quyền khi nãy, hắn ta đã sử dụng toàn lực rồi. Và lại còn tăng thêm khí vào nữa. Nhưng Diệp Huyên lại chịu đựng được. Xa xa, Diệp Huyên nhìn Diệp Lang một cái, hắn từ từ siết chặt tay phải, ống tay áo phải của hắn rách ra, mà trên cả cánh tay của hắn nổi đầy gân xanh, cực kỳ đáng sợ. Diệp Lang nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi che giấu thực lực của mình, ngươi. Nói đến đây, đồng tử của hắn ta chợt co lại, vì Diệp Huyên đã xông đến trước mặt hắn ta. Bịch! Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Lang lại ăn đòn một lần nữa, cứ thế lùi đến ngoài rìa của đài luận võ. Đại trưởng lão nhìn lên đài, giận dữ nói, đây là sinh tử luận võ, còn nói nhảm cái gì chứ? Rõ ràng ông ta đang rất bất mãn với Diệp Lang. Không chỉ đại trưởng lão, một vài trưởng lão còn lại cũng hơi bất mãn. Từ đầu Diệp Lang này đã nằm ở thế yếu mà bây giờ còn muốn nói nhảm, thật sự hơi ngu xuẩn. Trên sinh tử đài, Diệp Huyên vẫn không dừng tay, lại xông về phía Diệp Lang lần nữa. Ở phía xa, sắc mặt Diệp Lang chợt trở nên dữ tợn, hơi nâng hai tay lên. Một dòng khí mạnh mẽ đột nhiên tràn ra từ trong người hắn ta. Là ngự khí cảnh. Dưới đài có người ngạc nhiên kêu lên. Trời à, thật sự là ngự khí cảnh kìa, Diệp Lang này mới 18 tuổi thôi đúng không? Không ngờ đã lên đến ngự khí cảnh rồi. Không hổ là thiên tài siêu cấp có thể dẫn đến thiên địa dị tượng. Trên khán đài, rốt cuộc trên mặt đám người đại trưởng lão cũng có nụ cười, hơn nữa còn cười rất sán lạn. Ông ta nhìn thoáng qua hai người đến từ Viêm Thành và La Thành ở cách đó không xa, trong mắt bọn họ đều lộ vẻ khiếp sợ. Thấy thế, nụ cười trên mặt đại trưởng lão càng sán lạn hơn. Trên sinh tử đài, Diệp Lang hung hăng nhìn Diệp Huyên, đến đi, ta sẽ cho ngươi thấy sự khác biệt giữa loài run rế là ngươi và ta. Dứt lời, hắn ta dậm mạnh chân phải, xông ra ngoài tựa như một cơn gió mạnh. Quanh người hắn ta tản ra một dòng khí mạnh mẽ. Ngự khí cảnh, có nghĩa là hắn ta có thể ngự khí, đây là điều không phải nhục thân cảnh có thể chống lại được. Sắc mặt của Diệp Huyên ở phía đối diện Diệp Lang không có chút cảm xúc, hắn chậm rãi nắm chặt tay phải, một luồng sức mạnh quay cuồng tựa như sóng biển. Kim thân cảnh. Sau khi đạt đến kim thân cảnh, sức mạnh của hắn không chỉ gấp 10 trước đây. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Huyên xông về phía Diệp Lang. Nhìn cảnh trên đài, mọi người lắc đầu, Diệp Huyên này rõ ràng là đang lấy trứng chọi đá. Đại trưởng lão nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng và châm chọc. Sức mạnh thân thể đi đấu với ngự khí cảnh.
Rõ ràng là tự tìm đường chết. Chẳng mấy chốc, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Lang và Diệp Huyên ngày càng đến gần nhau. Xung quanh thoáng yên tĩnh. Ầm. Trong ánh mắt của vô số người, một bóng người bay thẳng ra ngoài. Sau đó, tất cả mọi người đều sửng sốt. Vì người bay ra ngoài không phải Diệp Huyên, mà là Diệp Lang. Sao có thể? Đại trưởng lão nhìn Diệp Lang bay ra ngoài bằng ánh mắt khó tin, ông ta tựa như mất hồn. Mà tất cả mọi người ở bên dưới sinh tử đài cũng như hóa đá nhìn lên. Đây là thua rồi ư? Thiên tuyển nhân thua rồi sao? Trên sinh tử đài, Diệp Huyên vẫn không dừng tay, tiếp tục xông về phía Diệp Lang đang bay ra ngoài. Làm càn! Lúc này, đại trưởng lão trên khán đài đột nhiên gầm lên, một giây sau, ông ta xông lên đài luận võ, đánh một chưởng về phía Diệp Huyên. Nhìn thấy đại trưởng lão ra tay, trong mắt Diệp Huyên lóe lên vẻ dữ tợn, hắn cũng không lùi bước mà bay nhanh về phía trước, tấn công đại trưởng lão. Ầm! Sau một tiếng nổ nặng nề, đại trưởng lão bị chấn động đến mức bay ra xa mấy trượng. Diệp Huyên đang định tiếp tục ra tay thì lúc này, mấy trưởng lão khác của nhà họ Diệp lần lượt đi lên sinh tử đài, mà xung quanh sinh tử đài còn xuất hiện vô số thị vệ của nhà họ Diệp cầm nỏ trong tay. Diệp Huyên siết chặt hai tay, hắn lạnh lùng nhìn một vòng xung quanh, sao hả, quyết chiến sinh tử còn có đánh hội đồng à? Đại trưởng lão ở phía xa đột nhiên tức giận chỉ vào Diệp Huyên, ngươi gian lận. Diệp Huyên nhìn về phía đại trưởng lão, ông ta nổi giận nói, rõ ràng đan điền của ngươi đã bị vỡ, vì sao ngươi lại mạnh đến thế? Diệp Huyên cười khẩy, liên quan gì đến ông? Mọi người! Lúc này, đại trưởng lão trên khán đài đột nhiên gầm lên, một giây sau, ông ta xông lên đài luận võ, đánh một chưởng về phía Diệp Huyên. Nhìn thấy đại trưởng lão ra tay, trong mắt Diệp Huyên lóe lên vẻ dữ tợn. Hắn cũng không lùi bước mà bay nhanh về phía trước, tấn công đại trưởng lão. Ầm. Sau một tiếng nổ nặng nề, đại trưởng lão bị chấn động đến mức bay ra xa mấy trượng. Diệp Huyên đang định tiếp tục ra tay thì lúc này, mấy trưởng lão khác của nhà họ Diệp lần lượt đi lên sinh tử đài, mà xung quanh sinh tử đài còn xuất hiện vô số thị vệ của nhà họ Diệp cầm nỏ trong tay. Diệp Huyên siết chặt hai tay, hắn lạnh lùng nhìn một vòng xung quanh, sao hả? Quyết chiến sinh tử còn có đánh hội đồng à? Đại trưởng lão ở phía xa đột nhiên tức giận chỉ vào Diệp Huyên, ngươi gian lận. Diệp Huyên nhìn về phía đại trưởng lão, ông ta nổi giận nói, rõ ràng đan điền của ngươi đã bị vỡ, vì sao ngươi lại mạnh đến thế? Diệp Huyên cười khẩy, liên quan gì đến ông? Mọi người! Chương 23, không biết chừng mực. Ngươi! Đại trưởng lão tức giận chỉ vào Diệp Huyên, tức đến mức tái mặt. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn đại trưởng lão một cái, cười khẩy nói, đại trưởng lão, đã nói trước là tôi luận võ sinh tử với hắn ta, nhưng các ông lại ra tay, chậc chậc, đại trưởng lão, ngay cả thể diện của mình mà ông cũng không cần à. Người trong thiên hạ đều đang nhìn đấy, ông không sợ nhà họ Diệp trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Nghe lời Diệp Huyên nói, người xung quanh đều nhìn về phía nhà họ Diệp, vẻ mặt bọn họ hơi kỳ lạ. Đã nói là đấu tay đôi, nhà họ Diệp này lại cùng nhau ra tay. Như thế mà còn là đấu tay đôi sao, đây là đánh hội đồng thì có. Bên dưới bắt đầu có người bàn tán xôn xao. Ở bên kia, ba người Lý Ngọc nhìn nhau một cái, trong mắt bọn họ đều mang theo ý cười khó tin. Bất ngờ lớn. Bọn họ đều không ngờ sau khi Diệp Lang đạt đến khí biến cảnh vẫn không phải đối thủ của Diệp Huyên. Chuyện này đương nhiên là chuyện vô cùng tốt với ba nhà bọn họ. Lý Ngọc đứng lên. Nhìn về phía đại trưởng lão nhà họ Diệp, đại trưởng lão, ông bảo chúng ta đến xem luận võ, sao nào, ông muốn cho chúng tôi thấy nhà họ Diệp các người đánh một thiếu niên ư. Trương Liệt ở bên cạnh cũng cười khẩy, đây là luận võ sinh tử trong truyền thuyết của nhà họ Diệp à. Vừa lên sinh tử đài đã đánh hội đồng, thật là buồn cười chết đi được, ha ha. Thành chủ Khương Niệm nhìn thoáng qua đại trưởng lão, nhẹ giọng nói, đại trưởng lão, người trong thiên hạ này đều đang nhìn đó. Sắc mặt đại trưởng lão cực kỳ khó coi, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Lang bên cạnh, lúc này, áo giáp Diệp Lang mặc trên người vỡ nát. Chẳng những thế, khóe miệng Diệp Lang còn không ngừng chảy máu, rõ ràng đã bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Tiếp tục ra tay chắc chắn sẽ bị Diệp Huyên giết chết. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão chậm rãi siết chặt hai tay. Đúng lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa đột nhiên cười nói, xem ra đại trưởng lão không định để ta đấu tay đôi với hắn. Nhưng không biết định tìm cớ gì để tiêu diệt ta nhỉ.
Nào, nói ta nghe thử xem. Mọi người đều đang nghe này. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên, lão phu nghi ngờ trận luận võ này không công bằng, chắc chắn ngươi có gian lận, ngươi. Lúc này, Diệp Huyên tức giận chỉ vào đại trưởng lão, gian lận. Ông già chó chết, ông có còn cần thể diện không vậy? Ông đây đấu tay đôi với hắn ta, ông đây thắng là gian lận à? Da mặt ông còn dày hơn cả mông của ta nữa. Đại trưởng lão gần giọng nói, con cháu nhà họ Diệp nghe đây, Diệp Huyên phạm thượng làm loạn, bắn chết cậu ta cho ta. Rõ ràng là ông ta đã mặc kệ mọi thứ rồi. Xì sao? Bên dưới vang lên tiếng xôn xao. Nhà họ Diệp này thật không biết xấu hổ. Đây rõ ràng là không chịu thua mà. Đâu chỉ là không chịu thua, thật sự là vô liêm sỉ, người ta thắng thì là gian lận. Đức hạnh của đại trưởng lão nhà họ Diệp này làm sao thế? Vậy thì có cách gì? Thiên tuyển nhân kia là cháu trai ruột của ông ta, sao ông ta có thể để cháu mình chết được? Nhưng cách làm này thật sự có hơi vô sỉ. Người đàn ông trung niên đến từ Viêm Thành và người phụ nữ xinh đẹp đến từ La Thành nhìn nhau, đều lắc đầu, không hề giấu đi vẻ xem thường trong mắt. Thị vệ của phủ nhà họ Diệp cầm nỏ đứng xung quanh sinh tử đài đưa mắt nhìn nhau, đại trưởng lão giận dữ hét còn không mau bắn chết cậu ta đi. Mấy thị vệ kia chần chừ một lát, đang định ra tay thì lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, tộc trưởng xuất quan. Nghe vậy, đại trưởng lão hơi run lên, ông ta nhìn về phía cửa phủ nhà họ Diệp, nơi đó có một người đàn ông trung niên chậm rãi đi đến. Người nọ chính là tộc trưởng Diệp Thương của nhà họ Diệp. Cũng là người mạnh nhất của nhà họ Diệp. Bái kiến tộc trưởng. Tất cả mọi người có mặt đều quỳ xuống hành lễ. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Diệp Thương, không nói gì. Diệp Thương đi lên sinh tử đài, lão ta nhìn thoáng qua đại trưởng lão, xem chuyện tốt ông làm này. Sắc mặt đại trưởng lão hơi khó coi, ông ta hành lễ tộc trưởng. Diệp Thương không để ý đến đại trưởng lão mà chắp tay với xung quanh, khiến các vị phải chê cười rồi. Nói xong, lão ta nhìn thoáng qua đại trưởng lão, bắt đầu từ bây giờ, bãi bỏ thân phận đại trưởng lão, giáng thành trưởng lão bình thường, cả đời không được nắm quyền. Nghe vậy, sắc mặt đại trưởng lão hơi thay đổi, đang muốn nói gì thì Diệp Thương lại nhìn về phía Diệp Huyên, chuyện này kết thúc ở đây, được chứ? Diệp Huyên lắc đầu, chỉ Diệp Lang ở cách đó không xa, luận võ sinh tử giữa ta và hắn ta vẫn chưa kết thúc. Nghe vậy, Diệp Thương hơi nhíu mày. Lúc này, đại trưởng lão và một đám trưởng lão đi đến bên cạnh Diệp Thương, đại trưởng lão nói với giọng điệu nặng nề, tộc trưởng, Diệp Lang là thiên tuyển nhân, hơn nữa còn dẫn đến thiên địa dị tượng, sau này tiền đồ vô lượng. Dù thằng bé thua Diệp Huyên này, nhưng đan điền của Diệp Huyên bị vỡ, đã là phế nhân rồi. Cả đời cậu ta chỉ có thể là một người luyện võ, hoàn toàn không thể rời khỏi Thanh Thành. Diệp Thương lạnh lùng nhìn thoáng qua đại trưởng lão, chuyện đan điền của cậu ta là ông làm đúng không? Đại trưởng lão nắm chặt hai tay, là ta làm. Tộc trưởng, cậu ta đã không còn tương lai nữa rồi, còn Diệp Lang lại có tương lai vô hạn, hôm nay bảo vệ thằng bé, sau này chắc chắn thằng bé có thể làm rạng rỡ nhà họ Diệp ta. Mấy trưởng lão xung quanh cũng hùa theo. Không thể giết Diệp Lang được. Vì hắn ta có liên quan đến binh nhục của nhà họ Diệp sau này. Diệp Thương im lặng. Dù là gia tộc nào cũng cần thiên tài, đan điền của Diệp Huyên đã bị vỡ, rõ ràng đã không thể gánh vác trọng trách dẫn dắt nhà họ Diệp phát triển trong tương lai nữa rồi. Nhưng Diệp Lang này là thiên tuyển nhân, còn là thiên tuyển nhân có thể dẫn đến thiên địa dị tượng. Nhà họ Diệp cần một người như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Thương nhìn về phía Diệp Huyên, bắt đầu từ hôm nay, ngoài danh hiệu thế tử. Tất cả đãi ngộ của ngươi trước đây đều được khôi phục, chuyện này kết thúc ở đây, hiểu chứ? Diệp Huyên mỉm cười. Nụ cười hơi chua xót. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Thương, thật ra có lẽ tộc trưởng đã biết tất cả mọi chuyện trong phủ từ lâu, nhưng tộc trưởng vẫn không đi ra xử lý, mặc cho mấy người đại trưởng lão đối xử với ta như thế, chắc hẳn tộc trưởng không chỉ kiêng dè mấy người đại trưởng lão mà còn sợ tôi nữa, sợ tôi trưởng thành quá nhanh, sau đó uy hiếp đến ông, đúng không? Diệp Thương híp hai mắt lại, ngươi quá không biết chừng mực. Chừng mực. Không thể giết Diệp Lang được. Vì hắn ta có liên quan đến binh nhục của nhà họ Diệp sau này. Diệp Thương im lặng. Dù là gia tộc nào cũng cần thiên tài, đan điền của Diệp Huyên đã bị vỡ, rõ ràng đã không thể gánh vác trọng trách dẫn dắt nhà họ Diệp phát triển trong tương lai nữa rồi. Nhưng Diệp Lang này là thiên tuyển nhân, còn là thiên tuyển nhân có thể dẫn đến thiên địa dị tượng. Nhà họ Diệp cần một người như vậy.
Nghĩ đến đây, Diệp Thương nhìn về phía Diệp Huyên, bắt đầu từ hôm nay, ngoài danh hiệu thế tử, tất cả đãi ngộ của ngươi trước đây đều được khôi phục, chuyện này kết thúc ở đây, hiểu chứ? Diệp Huyên mỉm cười. Nụ cười hơi chua xót. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Thương, thật ra có lẽ tộc trưởng đã biết tất cả mọi chuyện trong phủ từ lâu, nhưng tộc trưởng vẫn không đi ra xử lý, mặc cho mấy người đại trưởng lão đối xử với ta như thế, chắc hẳn tộc trưởng không chỉ kiêng dè mấy người đại trưởng lão mà còn sợ tôi nữa, sợ tôi trưởng thành quá nhanh, sau đó uy hiếp đến ông, đúng không? Diệp Thương híp hai mắt lại, ngươi quá không biết chừng mực. Chừng mực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 24, đời này không phải người nhà họ Diệp. Diệp Huyên cười nói, tộc trưởng, đám người đại trưởng lão và Diệp Lang này chèn ép ta như vậy, còn lén hại ta vỡ đan điền, tộc trưởng không xử lý sao? Hay là Diệp Huyên ta đã trở thành phế nhân, chắc chắn không thể phát triển được hơn, cho nên hoàn toàn không có chút giá trị nào, cũng không đáng để ông vì ta mà đi đắc tội với mấy người Diệp Lang, đúng không? Diệp Thương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì, nhưng trong mắt đã có sát khí hiện lên. Trước đây dù Diệp Huyên là thiên tài của nhà họ Diệp, nhưng hắn không phải cháu trai của đại trưởng lão, cũng không phải dòng chính của nhánh Diệp Thương, đúng như Diệp Huyên nói, lão ta thật sự có sợ. Mà lần này, lão ta bế quan không ra ngoài cũng giống như Diệp Huyên nói, thật ra là vì để Diệp Huyên liều chết với đại trưởng lão, sau khi lão ta ra ngoài có thể khống chế cả hai bên. Thủ đoạn cân bằng. Là một gia chủ, lão ta cũng không cảm thấy mình làm sai, nhưng lúc này Diệp Huyên lại vạch trần ra. Có nghĩa là mọi người đều không có đường quay đầu. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Huyên. Lúc này, ngay cả mấy người Lý Ngọc cũng thấy không đáng vì Diệp Huyên. Dù thế ra thực tế, nhưng đối xử với một người có công với gia tộc như thế thật sự khiến người ta lạnh lòng, cũng khiến người ta khinh thường. Lúc này, Diệp Huyên mỉm cười, cười vô cùng chua xót. Hắn xoay người nhìn thoáng qua phủ nhà họ Diệp, trong mắt có từng cơn sóng lớn. Như đang nhớ lại chuyện cũ, Diệp Huyên ta 12 tuổi trở thành thế tử, từng chiến đấu vì nhà họ Diệp không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả trả giá lại đổi lấy một kết quả như vậy. Nói xong, hắn tháo huy hiệu của nhà họ Diệp đeo trước ngực ném xuống đất, hôm nay Diệp Huyên ta xin thề trước mặt tất cả mọi người, Diệp Huyên ta và em gái Diệp Liên đời này không còn là người của nhà họ Diệp nữa, hai anh em ta sống, không liên quan đến nhà họ Diệp, chết, cũng không chôn trong đất nhà họ Diệp. Nghe vậy, sắc mặt tất cả mọi người lập tức thay đổi. Đặc biệt là người nhà họ Diệp. Rời khỏi gia tộc. Đây là chuyện chưa từng xuất hiện ở Thanh Thành. Dù là mấy người Lý Ngọc cũng vô cùng khó tin, Diệp Huyên này thật sự cắt đứt với nhà họ Diệp à. Diệp Thương nhìn Diệp Huyên, đây là ngươi tự chọn đấy. Diệp Huyên không nói gì, xoay người bỏ đi. Đúng lúc này, đại trưởng lão đột nhiên nói, đợi đã. Diệp Huyên dừng bước. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyên một cái, sau đó lại nhìn về phía Diệp Thương, tộc trưởng, dù đan điền của tên này đã vỡ, không có tiền đồ, nhưng sức chiến đấu của cậu ta lúc này cũng không tầm thường, mà bây giờ chắc chắn cậu ta rất hận nhà họ Diệp ta, nếu không diệt trừ cậu ta, sau này chắc chắn sẽ trở thành mối họa với nhà họ Diệp. Một trưởng lão mặc áo bào đen ở bên cạnh nói với giọng điệu nặng nề, tộc trưởng Diệp Huyên này ngang nhiên phản bội gia tộc, nếu không giết cậu ta, sau này khó tránh khỏi sẽ có người làm theo. Hơn nữa sức chiến đấu của cậu ta cũng không tầm thường, nếu bị mấy nhà khác kêu gọi, sẽ là một tai họa lớn với nhà họ Diệp. Nghe vậy, mấy trưởng lão khác của nhà họ Diệp cũng vội hùa theo. Diệp Thương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đột nhiên giơ tay phải lên, chẳng mấy chốc, tất cả thị vệ cầm nỏ của nhà họ Diệp đều nhắm nỏ về phía Diệp Huyên. Sau đó, giọng nói lạnh lùng của Diệp Thương vang lên, Diệp Huyên ngang nhiên phản bội gia tộc, theo gia quy, xử tử ngay tại chỗ. Giết! Vào lúc mấy thị vệ muốn ra tay, một giọng nói đột nhiên vang lên, đợi đã. Mọi người nhìn lại theo âm thanh, cách đó không xa, có một cô gái cầm trường thương đi đến. Nhìn thấy cô gái này, sắc mặt đám người đại trưởng lão lập tức thay đổi. Không chỉ mỗi đại trưởng lão, sắc mặt đám người Khương Niệm cũng thay đổi, đặc biệt là Khương Niệm, lão vội vã chạy đến trước mặt cô gái, cúi người thật thấp thuộc hạ thành chủ Thanh Thành bái kiến quốc sĩ. Quốc sĩ! Người đến chính là An Lan Tú, quốc sĩ trẻ tuổi nhất Khương Quốc. Ở Khương Quốc, quốc sĩ là quan lớn cấp 1, thậm chí cả quốc chủ cũng không có quyền quản lý bọn họ, còn bên dưới quốc chủ, bất kỳ quan chức nào của Khương Quốc nhìn thấy cũng phải cúi chào. Lúc này,
Người đàn ông trung niên và người phụ nữ xinh đẹp cũng vội đi tới trước mặt An Lan Tú, hai người hơi cúi chào, người đàn ông trung niên nói, thuộc hạ Mạc Hành, đại diện nhà họ Mạc của Viêm Thành bái kiến quốc sĩ. Người phụ nữ cũng căng thẳng nói, thuộc hạ Vu gia, đại diện nhà họ Vu của La Thành bái kiến quốc sĩ. Người như bọn họ không có tư cách lấy ra giới thiệu, chỉ có nói đến gia tộc mới có tiếng nói một chút thôi. An Lan Tú gật nhẹ đầu, ta có việc phải xử lý. Ba người vội vã nhường đường. Trong ánh nhìn của mọi người, An Lan Tú dậm nhẹ mũi chân, cả người nhẹ nhàng bay lên như một cơn gió, sau đó đáp xuống trên sinh tử đài. Lăng Không Cảnh. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Lăng Không Cảnh trẻ tuổi nhất Khương Quốc. An Lan Tú chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, giao hẹn hai ngày giữa chúng ta đã đến. Mọi người xung quanh đều ngây ra, đặc biệt là mấy người đại trưởng lão, ai cũng như mất hồn. Nàng ta muốn khiêu chiến Diệp Huyên ư? Có người lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nói. Trời ạ, nàng ta thật sự muốn khiêu chiến Diệp Huyên. Sao có thể chứ? Đại trưởng lão ở gần đó như mất hồn lẩm bẩm, sao có thể, sao nàng ta có thể khiêu chiến một Diệp Huyên đã bị vỡ đan điền được, chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Diệp Thương siết chặt hai tay, nhìn chằm chằm Diệp Huyên đang đứng cách đó không xa. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Huyên nhìn An Lan Tú, được. Dứt lời, anh mở lòng bàn tay ra, trong nháy mắt, một thanh kiếm xuất hiện trong tay anh. Linh kiếm. Vào lúc đó, tất cả mọi người đang có mặt đều hóa đá. Cậu ta là một kiếm tu. Xung quanh đột nhiên vang lên một giọng nói. Sau câu đó, bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh như kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chương 25, xem như là ta tiến cử. Những ánh mắt nhìn vào Diệp Huyên trên sinh tử đài tràn ngập sự khó tin. Tộc trưởng Diệp Thương bật dậy với gương mặt tái mét, hai tay siết chặt, cả người như vô hồn. Đám người đại trưởng lão thì đã hóa đá. Kiếm tu. Sự tồn tại chưa một lần xuất hiện tại Thanh Thành. Làm sao Diệp Huyên có thể là kiếm tu? An Lan Tú còn đang muốn tiếp lời, đại trưởng lão bỗng giận dữ quát lên, không thể nào. Tuyệt đối không, ngươi không thể là kiếm tu được. Diệp Huyên bình tĩnh nhìn lão già đang phát điên kia, xin lỗi, nhưng ta thật sự là kiếm tu, con chó già nhà ông cứ tức chết đi. Phụt. Những lời này khiến đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi. Gương mặt ông ta méo mó vì phẫn nộ, vươn ngón tay ra chỉ vào Diệp Huyên. Rồi như nghĩ đến gì đó, ông ta vội vàng quay sang Diệp Thương tộc trưởng. Tuyệt đối không thể để hắn sống. Bằng không ngày sau hắn chính là đại họa của gia tộc ta. An Lan Tú nghe vậy thì khẽ cau mày, tâm tính ông kém cỏi quá đấy, đây là lần đầu tiên ta chứng kiến hành vi như vậy. Lời bình phẩm của nàng ta khiến đại trưởng lão khẽ biến sắc, còn toan mở miệng thì bị ngắt lời, ông còn dám nói thêm một chữ, ta sẽ lấy đầu ông. Gương mặt đại trưởng lão trắng bệch như tờ giấy, không dám hé răng nữa. Bởi vì cách đó không xa, nhóm người Khương Niệm đang bắn những ánh mắt sắc như dao cạo về phía ông ta. An Lan Tú không thèm đếm xỉa đến đám người họ Diệp mặt mày sưng xỉa nữa mà nhìn Diệp Huyên, xuất kiếm đi. Diệp Huyên hơi thi lễ. Kiếm linh tiêu trong tay chỉ xéo xuống, cả người bất động. An Lan Tú đứng đối diện hắn thấy vậy thì khẽ gật đầu, đoạn bước lên một bước. Cùng lúc ấy, Diệp Huyên cũng thoát cái tiến lên như một luồng gió, linh tiêu chỉ thẳng vào nàng ta. Chỉ một đường kiếm hết sức đơn giản, hết sức trực tiếp. An Lan Tú thoáng nghiêng người, ngọn thương trong tay xiên lên, mũi thương chạm vào mũi kiếm, không lệnh một ly. Choang! Tiếng kim loại va vào nhau buốt óc vang vọng khắp bốn phía. Diệp Huyên bị chấn động đẩy đến mép lôi đài, nhưng một khắc sau đó lại xuất hiện trước mặt An Lan Tú. Có điều lần này hắn còn chưa kịp xuất kiếm, ngọn thương của nàng ta chỉ còn cách chân mày hắn nửa tấc. Bỗng vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên trên gương mặt An Lan Tú, vì lưỡi kiếm trong tay Diệp Huyên cũng đã chặn lại mũi thương. Cho dù nàng ta có dừng lại hay không thì chiêu này cũng không thể giết được hắn. Khóe miệng nàng ta nhoẻn lên, ý thức chiến đấu của ngươi rất cao. Lời vừa dứt, tay phải nàng ta khẽ nhấc, ngọn thương như con rắn độc xảo quyệt lia ngang bả vai Diệp Huyên với một góc độ quỷ dị vô cùng. Gần như cùng lúc ấy, Diệp Huyên bỗng nương nhờ lực từ cú đâm của An Lan Tú mà lao về trước, hướng mũi kiếm vào tim nàng ta. Dùng thương tổn đổi lấy cơ hội tấn công. Nụ cười trên môi An Lan Tú càng lớn. Không ai kịp thấy nàng ta đã làm gì. Chỉ thấy ngọn thương đã lật ngang đỡ lấy lưỡi kiếm. Choang! Lại một âm thanh chát chúa vang lên. Thấy đường kiếm này không hiệu quả,
Diệp Huyên lách mình sang phải như một bóng ma, sau đó bổ kiếm thẳng vào giữa chân mày An Lan Tú. Một chiêu này dừng lại cách hàng mi Thanh Tú kia nửa tấc, bởi vì ngọn thương trong tay An Lan Tú cũng đã đặt ngay bên sườn Diệp Huyên tự lúc nào. Ai cũng tưởng rằng trận chiến đến đây là kết thúc, không ngờ hắn bỗng buông kiếm ra, bắt lấy thương của An Lan Tú, thúc nó thật mạnh về sau hòng tấn công nàng ta. Đôi mắt An Lan Tú nheo lại, chân phải nhấn một cái, cả người ngả về sau. Động tác này khiến Diệp Huyên còn đang nắm thương cũng bị lôi theo. Hắn thừa thế ôm choàng lấy An Lan Tú khiến nàng ta bất ngờ. Trong mắt người khác, sau khi ôm An Lan Tú, Diệp Huyên không chút nể nang gì mà vận nàng ta xuống với một tiếng gầm trợ lực. Duỳnh! Sinh tử đài cũng run rẩy khi hai người cùng nhau nện xuống. Rồi chỉ chớp mắt sau đó, một bóng người đã bay vọt ra khỏi lôi đài. Người này chính là Diệp Huyên. Hắn chậm rãi bò dậy, lau đi vết máu nơi khóe miệng, nói với An Lan Tú ta không cố ý xúc phạm. An Lan Tú nghiền ngẫm nhìn hắn một hồi, cười nói, hiểu mà, ta đây cũng là người tập võ, không yếu ớt như vậy. Vốn cho rằng kiếm thuật của ngươi không tệ, không ngờ khả năng cận chiến cũng tốt đến vậy, có lẽ ngươi đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử. Diệp Huyên gật đầu, không giải thích gì. An Lan Tú tiếp lời, lần tỷ thí này, ta có ưu thế về cảnh giới nên hơi không công bằng với ngươi. Ngày sau chúng ta tái chiến, thế nào? Diệp Huyên nhìn nàng ta, gật đầu, được. Người con gái trước mặt hắn thật sự là cao thủ, giao đấu với nàng ta được lợi hơn nhiều so với cái bóng kia. An Lan Tú gật đầu vừa ý, đoạn như nghĩ đến gì đó mà cong cong ngón tay. Một miếng ngọc bội màu trắng lơ lửng trôi đến trước Diệp Huyên, nếu ngươi không biết đi đâu thì có thể đến học viện thương mộc ở đế đô. Đây là ngọc bội tùy thân của ta. Ngươi có thể dùng để gia nhập học viện, xem như là ta tiến cử. Diệp Huyên nghe vậy thì xúc động vô cùng, không hề từ chối mà nhận lấy ngọc bội, vì hắn thật sự cần phải vào học viện thương mộc để xin chữa bệnh cho em gái. Cất ngọc bội vào rồi, hắn ôm quyền, đại ân không thể cảm tạ hết bằng lời, Diệp Huyên xin mãi mãi khắc ghi việc này trong lòng. An Lan Tú lắc đầu, ta chỉ mến mộ người tài mà thôi. Sau này gặp lại. Nói rồi nàng ta hào sảng rời đi. Nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chương 26, thì ta chết cùng muội. Sau đó, tầm mắt của họ đều nhanh chóng đổ dồn về phía nhà họ Diệp, nhất là đám người Khương Niệm, không ai là không mang vẻ khoái trá khi nhìn người khác gặp đau khổ cả. Người đàn ông trung niên và người phụ nữ xinh đẹp đến từ Ngạn Thành bỗng đi đến ôm quyền với Diệp Huyên. Người đàn ông lên tiếng, Diệp công tử, nếu có cơ hội, xin mời đến Viêm Thành, La Thành làm khách. Họ vốn muốn lôi kéo Diệp Huyên, nhưng An Lan Tú đã đi trước một bước, tiến cử hắn vào học viện thương mộc, họ đành phải chọn kết giao. Diệp Huyên cũng ôm quyền, nếu có cơ hội, nhất định sẽ đến. Người đàn ông cười cười, quyết định vậy đi, sau này gặp lại. Rồi họ cũng rời gót. Đúng lúc ấy, Diệp Thương bỗng cao giọng hô to, người đâu, bắt đại trưởng lão lại. Những người khác trong tộc sững sờ. Một tốt thị vệ nhanh chóng tiến đến trước đại trưởng lão. Ông ta không tỏ vẻ gì, không phản kháng gì, chỉ mặc cho bọn họ tóm lại. Ánh mắt nhìn Diệp Huyên của Diệp Thương mang theo sự do dự, một hồi sau mới mở miệng, Diệp Huyên, từ bây giờ ngươi chính là thế tử nhà họ Diệp ta, cũng là thế tử kế nhiệm, ngươi. Thế tử ư, Diệp Huyên cười nhạt, ông đây thèm vào cái chức ấy. Ta lặp lại lần nữa, từ giờ trở đi, Diệp Huyên đời này không còn là người của nhà họ Diệp nữa. Sau đó quả quyết xoay người trở về phủ. Những lời của hắn khiến sắc mặt đám người Diệp Thương trở nên xấu xí vô cùng. Bọn họ biết, Diệp Huyên không còn là người của nhà họ Diệp tương đương với việc gia tộc mất đi một siêu thiên tài, một thiên tài kiếm tu. Quan trọng nhất là hắn lại còn căm hận họ. Ha ha! Gia chủ nhà họ Trương cách đó không xa bỗng nhiên phá ra cười, hay cho nhà họ Diệp, ha ha! Ép một thiên tài tuyệt thế phải rời đi, các ngươi quả thật lợi hại, ha ha! Lý Ngọc cũng cười mỉa, đâu chỉ là thiên tài tuyệt thế, mà còn là kiếm tu. Theo ta nghĩ, thiên địa dị tượng kia át hẳn do Diệp Huyên này đưa đến, bằng không An Quốc Sĩ sẽ không đến tìm hắn. Buồn cười cho nhà họ Diệp kia còn tưởng là Diệp Lang, thật là... Cười chết ta rồi. Thành chủ Khương Niệm không bình phẩm gì, nhưng nụ cười trên mặt lão đã đủ để nói lên hết thảy. Diệp Thương tay mét, siết chặt tay phải, nhìn Khương Niệm, Khương Thành chủ, Lý gia chủ. Trương gia chủ, trước kia nhà chúng ta đã đắc tội các vị, còn... Trương Liệt vung tay ngắt lời lão ta, đắc tội.
Họ Diệp các ngươi trước kia ra oai lắm mà, nào là đệ nhất thế gia Thanh Thành, lại còn đòi quyền khai thác núi khoáng quanh đây trong tận 10 năm. Bây giờ thì thế nào? Muốn chúng ta bỏ qua à? Hừ, nằm mơ. Đoạn ông ta quét mắt nhìn từng người trong nhà họ Diệp, lão phu tuyên bố tại đây, từ giờ phút này trở đi, phàm là người nhà họ Diệp dám bước ra khỏi phủ nửa bước, nhà họ Trương ta sẽ diệt trừ. Lý Ngọc cũng chêm vào, ta cũng vậy, người họ Diệp dám xuất hiện trong tầm mắt người họ Lý, giết. Nói rồi còn liếc sang Khương Niệm, Khương Thành Chủ thấy thế nào? Thành Chủ cười nhạt, ta đương nhiên theo phe Lý Huynh và Trương Huynh. Ha ha, Lý Ngọc nghe vậy liền bật cười. Người nhà họ Diệp ai nấy đều xám cả mặt, không cần nói cũng hiểu gia tộc họ về sau đừng hòng ngóc đầu lên tại Thanh Thành nữa. Gia chủ Diệp Thương bỗng hùng hổ đi đến trước đại trưởng lão, đều tại lão chó già này. Một cái bạt tai như trời giáng nện xuống khiến ông ta ngã rúi rụi. Những người khác trong tộc đều nhìn ông ta bằng ánh mắt căm thù, nếu không phải ông ta thì nhà họ Diệp làm sao lại rơi vào tình cảnh này. Đại trưởng lão bỗng phát điên mà cười, Diệp Huyên nói không sai, nhà họ Diệp một khi thất thế thì người còn không bằng chó, ha ha. Diệp Thương quắc mắt, phế bỏ đan điền, giam lão trong thủy lao đến hết đời. Diệp Huyên trở về phòng, đi đến mép giường nhìn Diệp Liên. Cô bé cũng lúng liếng nhìn lại rồi nhoẻn cười. Cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Diệp Huyên cũng cong môi. Đại ca. Diệp Liên bật dậy ôm ghì lấy anh trai. Diệp Huyên lập tức cõng cô bé lên, rời khỏi phòng, rời khỏi phủ nhà họ Diệp. Hoàng hôn buông xuống. Trong khoảnh sân của mình, Diệp Lang ngồi xếp bằng trên mặt đất, đầu tóc bù xù, vẻ mặt độc địa. Diệp Huyên, chuyện giữa chúng ta chưa kết thúc đâu. Nỗi nhục hôm nay, ngày khác ta ắt trả lại gấp trăm lần. Vào giây phút ấy, một bóng người chợt xuất hiện sau lưng Diệp Lang, một tia sáng bạc lóe lên nơi cổ hắn ta. Xoẹt! Đầu Diệp Lang lìa khỏi cổ. Người đứng sau hắn ta không ai khác ngoài Diệp Huyên. Hắn nhìn thủ cấp lăn lông lốc dưới chân, lạnh lùng nói, xin lỗi, trước giờ ta làm việc đều không để lại hậu hoạn. Sau đó lặng lẽ rời đi. Bên ngoài Thanh Thành, một thiếu niên cõng một bé gái chậm rãi bước qua cánh cổng. Đại ca ơi, sau này chúng ta không trở về nhà họ Diệp nữa à? Không về nữa. Vậy nhà chúng ta ở đâu? Nơi nào có muội, nơi ấy chính là nhà của ta. Khù khù, đại ca, muội lạnh. Ta dẫn muội đi chữa bệnh ngay. Nếu không chữa hết thì làm sao bây giờ? Thì ta chết cùng muội. Chương 27, có trách nhiệm của người làm ca ca. Diệp Huyên cõng muội muội đi không bao lâu thì đột nhiên dừng lại. Có ba người đứng ở phía trước cách chỗ hắn không xa. Chính là ba người Khương Niệm. Bọn họ đi tới trước mặt Diệp Huyên, Khương Niệm cười khẽ chúng ta đến tiễn Diệp công tử. Diệp Huyên buông muội muội xuống, chắp tay với ba người cảm ơn. Khương Niệm cười, lão lấy một bình bạch ngọc ra đưa cho Diệp Huyên, trong đây là đan dưỡng sinh, có tổng cộng 30 viên, là chút tấm lòng của ba nhà chúng ta, mong cậu vui lòng nhận cho. Đan dưỡng sinh. Diệp Huyên nhìn ba người một cái, hơi khó hiểu. Dường như biết Diệp Huyên khó hiểu, Khương Niệm cười nói, ta xin nói thẳng, ba người chúng ta muốn kết bạn với Diệp thiếu gia. Dù Diệp thiếu gia đã không còn là người nhà họ Diệp, nhưng Diệp thiếu gia vẫn là người của Thanh Thành, cậu đi ra từ đây, sau này nếu nổi tiếng, mấy ông già ta cũng có thể được thơm lây. Diệp Huyên nhận lấy bình bạch ngọc, sau đó hơi cúi người cảm ơn. Dù không muốn mang ơn người khác lắm, nhưng hắn thật sự cần đan dưỡng sinh này. Vì muội muội, ơn nghĩa lớn hơn nữa hắn cũng chịu. Lúc này, Lý Ngọc hỏi, Diệp thiếu gia muốn đến đế đô sao? Diệp Huyên gật đầu, ta muốn đến học viện thương mộc ở đế đô. Lý Ngọc cười khẽ, hắn ta vẫy tay một cái, chẳng mấy chốc, có một chiếc xe ngựa chạy đến từ trong thành. Hắn ta cười nói, lần này đến đế đô đường xá xa xôi, nếu đi bộ e rằng phải đi hơn nửa năm. Hai huynh muội cậu ngồi xe ngựa có thể đến Thiên Sơn thành trước, ở đó có thể ngồi thuyền bay đến đế đô, đúng lúc một tháng sau là thời gian tuyển nhận của học viện thương mộc, có lẽ sẽ đến kịp. Lý Ngọc vừa nói xong, Trương Liệt lấy ra một túi tiền và một cuộn tranh đưa đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp công tử, đây cũng là chút tấm lòng nho nhỏ, lần này đến đế đô cần chi tiêu nhiều, dù từng này tiền chẳng có bao nhiêu, nhưng có thể dùng đủ lúc cần thiết. Còn cuộn tranh này là bản đồ, bên trên có ghi chú một vài nơi nguy hiểm, tuyệt đối đừng đi đến những chỗ đó. Diệp Huyên nhìn ba người một cái,
Sau đó hắn chắp ta, tình nghĩa của ba người hôm nay, Diệp Huyên xin khắc ghi trong lòng, tương lai còn dài, sau này sẽ báo đáp ba người, tạm biệt. Nói xong, hắn dọn dẹp đồ đạc, cõng muội muội vào trong xe ngựa. Một lát sau, hai huynh muội Diệp Huyên biến mất trong tầm mắt ba người. Thấy hai huynh muội Diệp Huyên biến mất ở phía xa, Lý Ngọc chợt nói khẽ cậu ta sẽ nhớ ơn chứ. Khương Niệm cười hỏi, nhìn thấy muội muội của cậu ta chưa? Nghe vậy, họ lập tức hiểu ra. Khương Niệm nhìn chiếc xe ngựa ngày càng xa, nhẹ giọng nói, người nọ làm việc quyết đoán, chưa từng mềm lòng, là một nhân vật hung ác. Nếu nhà họ Diệp có cậu ta, e rằng chúng ta sẽ phải cúi đầu lầm lũi rất nhiều năm sau này. Cũng may nhà họ Diệp quá ngu ngốc, đi tầng bốc thiên tuyển nhân gì đó, dù muốn nâng lên cũng không thể vì thế mà chèn ép một thiên tài khác được. Thế này rất tốt, khiến cậu ta cắt đứt với nhà họ Diệp. Trưởng lão và gia chủ của nhà bọn họ đúng là một lũ ngốc. Lý Ngọc cười nói, đây cũng xem như một chuyện tốt với chúng ta mà, không phải sao? Khương Niệm cười nói, đương nhiên. Trương Liệt đột nhiên nói, hai vị cảm thấy nên chia miếng bánh lớn nhà họ Diệp này thế nào đây? Lý Ngọc cười ha ha, đương nhiên là nên chia thế nào thì chia như thế, đi, chúng ta trở về chia bánh thôi. Ba người xoay người rời đi. Trên một ngọn núi lớn ở một nơi khác, có cô gái cầm trường thương trong tay nhìn chăm chú chiếc xe ngựa chuẩn bị lên đường bên dưới. Cô gái này chính là An Lan Tú. Sau lưng An Lan Tú còn có một ông lão cầm gậy gỗ. An Lan Tú hỏi, Linh lão, ông thấy sao? Ông lão nhìn chiếc xe ngựa kia một cái, sau đó nói, từ lần trước cậu ta ra tay với cô, có thể thấy chắc hẳn người này từng trải qua vô số trận chiến sinh tử, còn kiếm thuật của cậu ta, bây giờ vẫn không thể nhìn ra kế thừa ở đây, nhưng có thể chắc chắn một điều cậu ta đã xem như một kiếm tu. Nói đến đây, ông lão hơi do dự, sau đó nói tiếp, tiểu thư, dù cậu ta không tệ, nhưng hai người vẫn là người của hai thế giới. Dù sao cô cũng đã lên bảng vũ rồi. Bảng vũ. Cả Thanh Châu có mấy trăm nước nhỏ, 4-5 nước lớn, còn có thế gia và tông môn lánh đời, mà tất cả con cháu của những thế lực này đều có cùng một mục tiêu, chính là lên được bảng vũ. Bảng vũ là một bảng có chất lượng và quyền uy nhất cả Thanh Châu, người có thể lên bảng đều là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Mà cả Khương Quốc chỉ có hai người lên bảng. Một người trong đó chính là An Lan Tú. An Lan Tú nhìn thoáng qua Linh Lão, cười khẽ, Linh Lão cảm thấy ta tặng ngọc bội cho hắn là có ý với hắn, sợ ta động lòng à. Linh Lão không ngờ tiểu thư của mình lại thẳng thắn như thế, lập tức cúi đầu, không nói gì. An Lan Tú nhìn chiếc xe ngựa đã đi khuất, Linh Lão hiểu lầm rồi, trước đó không phải ta hỏi ông thiên phú của hắn, mà là con người hắn. Nghe vậy, Linh Lão cau mày. An Lan Tú cười khẽ, có trách nhiệm của người làm ca ca. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Linh lão đứng tại chỗ im lặng rất lâu mới xoay người đi theo. Diệp Huyên điều khiển xe ngựa, bên cạnh là Diệp Liên đang ôm chặt lấy tay hắn. Diệp Huyên nhìn về phía xa, sau đó lấy ra bản đồ Trương Liệt đưa mình xem một cái, chân mày lập tức nhíu lại, một người chưa từng ra khỏi Thanh Thành là hắn chợt phát hiện thế giới này thật rộng lớn. Bọn họ đã đi gần 2 canh giờ, nhưng vẫn còn ở trong phạm vi của Thanh Thành. Theo tốc độ bây giờ, muốn đến Thiên Sơn Thành cũng cần ít nhất 4-5 ngày. Diệp Huyên không tiếp tục đi nữa, vì trời đã tối, hắn không dám mang theo muội muội chạy xe ngựa vào trong núi sâu. Nếu một mình thì hắn không có gì phải sợ cả, dù sao trước đây hắn cũng thường chém giết với người ta trong núi, nhưng bây giờ có muội muội ở bên cạnh, hắn cũng không dám không sợ gì như thế nữa. Trên bầu trời trăng sáng sao thưa, xa xăm mà sâu sắc. Bên đống lửa, Diệp Huyên và Diệp Liên ngồi cạnh nhau, trên ngọn lửa là một con gà nướng đã chín một lửa, đó là mấy người Lý Ngọc chuẩn bị trên xe ngựa cho bọn họ. Diệp Liên nhìn một vòng xung quanh, ngoài chỗ của họ, xung quanh có thể nói là duỗi tay không thấy được 5 ngón, vì lúc này, mặt trăng trên trời đã bị mây đen che khuất. Chương 28, trời sập xuống, vẫn có ca ca đỡ trước. Xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ. Diệp Liên ôm chặt lấy Diệp Huyên cười khẽ, đừng sợ. Nói xong, hắn nhìn xung quanh, quen thuộc quá. Quen thuộc. Từ sau khi trở thành thế tử, hắn cũng thường đại diện nhà họ Diệp tranh giành khu mỏ với con cháu của hai nhà khác, thường đều đấu trong rừng sâu núi thẳm thế này, hắn không hề xa lạ với rừng rậm chút nào, đồng thời cũng đã quen việc liều mạng đấu với người khác trong đêm tối. Diệp Liên nghiêng đầu nhìn Diệp Huyên, ca ca, có huynh ở đây muội không sợ.
Diệp Huyên xoa nhẹ đầu Diệp Liên, không sợ thì tốt, muội phải nhớ, trời sập xuống, vẫn có ca ca đỡ trước. Diệp Liên nở nụ cười ngọt ngào. Sau khi hai huynh muội ăn gà nướng xong, Diệp Liên ngủ thiếp đi. Diệp Huyên bế Diệp Liên vào trong xe ngựa, còn hắn thì ngồi xếp bằng xuống, sau đó tiến vào trong tháp giới ngục. Trước đó khi rời khỏi nhà họ Diệp đã đấu với An Lan Tú một trận, khiến hắn giác ngộ được khá nhiều. Sau khi thấy tốc độ, năng lực phản ứng và ý thức chiến đấu của đối phương, hắn phát hiện mình còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Diệp Huyên không đấu với cái bóng, mà nhớ lại những chi tiết nhỏ khi đấu tay đôi với An Lan Tú. Lúc đầu là nhớ lại, nhưng dần dà, hắn bắt đầu giả thiết nếu mình là An Lan Tú, phải nói là hắn học tập An Lan Tú, đồng thời cũng đang xem xét lại thời cơ và góc độ ra kiếm của mình lúc trước. Một canh giờ sau, Diệp Huyên đột nhiên đứng lên, sau đó bắt đầu luyện kiếm. Luyện tập một mình. Không đúng, phải nói là hắn tự tưởng tượng ra một kẻ thù, mà kẻ thù này chính là An Lan Tú. Không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Huyên đột nhiên thu kiếm, sau đó ngồi xuống đất, khóe môi mang theo một nụ cười nhạt. Có thu hoạch hà, cô gái bí ẩn hỏi. Diệp Huyên gật đầu, trước đó lúc ta đấu với nàng ta, kiếm đầu tiên không nên ra như vậy, là vì chiêu kiếm đó thất thế khiến ta bị áp chế, nếu không vì ta lập tức bỏ kiếm, e rằng cả sức để đánh trả cũng không có. Cô gái bí ẩn nói, ngươi có thể hiểu rõ điều này là rất tốt. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, tiền bối đã biết từ lâu rồi, đúng không? Cô gái bí ẩn trả lời, ta biết thì có liên quan gì đến ngươi? Có vài thứ chỉ có mình tự lĩnh ngộ mới là của mình, người khác nói với ngươi thì chẳng có ý nghĩa thực tế gì nữa. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, ta hiểu rồi. Sau khi tu luyện một lúc, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục, hắn nhìn thoáng qua Diệp Liên đang ngủ say, cười khẽ, sau đó ra khỏi xe ngựa. Lúc này, đêm đã khuya. Diệp Huyên đột nhiên nhíu mày, hắn quay đầu nhìn sang bên phải có tiếng bước chân vội vã vang lên. Chẳng mấy chốc, một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Cô gái khoảng 25, 26 tuổi, khuôn mặt quyến rũ, mặc váy dài bó sát người khá hở hang, trước ngực lộ ra một vùng trắng lóa, mà trên người nàng ta có rất nhiều vết thương. Cô gái thấy Diệp Huyên thì hơi ngây người, sau đó đột nhiên chạy đến bên cạnh hắn, công tử, có người muốn giết ta, xin cứu ta với. Nói xong, nàng ta ôm lấy hai tay Diệp Huyên, sau đó, Diệp Huyên lập tức cảm nhận được cảm giác mềm mại truyền đến từ trên cánh tay. Cô gái còn cọ bộ ngực lớn của mình lên cánh tay hắn. Đúng lúc này, đột nhiên có ba người xuất hiện ở cách đó không xa, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cầm trường đao trong tay, còn hai người khác đều là ông lão. Nhìn thấy ba người, Diệp Huyên thầm rùng mình, nhìn từ khí thế của người đàn ông trung niên thì ít nhất cũng là ngự khí cảnh. Còn hai ông lão kia cũng đạt đến khí biến cảnh. Lúc này ba người cũng nhìn thấy Diệp Huyên, khi thấy hắn, bọn họ cũng nhíu mày. Người đàn ông trung niên nhìn vào Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên còn chưa nói gì, cô gái quyến rũ kia đột nhiên nói, ta đã lấy được đồ rồi, ngươi ngăn bọn họ lại, lát nữa gặp lại ở chỗ cũ. Nói xong, nàng ta xoay người muốn bỏ chạy, mà đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên vung chân đá nàng ta một cái. Sắc mặt nàng ta hoàn toàn thay đổi, nàng ta không ngờ Diệp Huyên đột nhiên ra tay, vội giơ hai tay lên chặn lại. Búp! Cô gái cứ thế bị Diệp Huyên đá bay xa mấy trượng. Ba người đang muốn tấn công Diệp Huyên ở bên kia đều ngây người. Diệp Huyên nhìn thoáng qua cô gái quyến rũ, nghiêm túc nói, chỗ cũ ngươi nói là ở đâu, nói rõ một chút xem, ta sợ mình lạc đường không tìm thấy. Chương 29, cũng có thể là nghiệt duyên. Cô gái quyến rũ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn nàng ta, sau đó quay đầu nhìn về phía ba người đàn ông trung niên cách đó không xa, ta chỉ là đi ngang qua, chuyện của các ngươi không liên quan đến ta. Nói xong, hắn lùi về xe ngựa và lửa trại ở một bên. Anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Huyên hắn cũng không bị não tàn, trên đời nào có nhiều người đẹp đến bảo người ta cứu như thế. Bên ngoài nhiều cạm bẫy, nếu không cẩn thận. E rằng sẽ chết không thấy xác. Hơn nữa khi không biết ngọn nguồn mọi chuyện, hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện của người khác. Còn nữa, trước đó cô gái này còn muốn lợi dụng hắn, hoàn toàn không quan tâm hắn sống hay chết, điều này chứng tỏ nàng ta cũng không phải hạng tốt lành gì. Thấy Diệp Huyên lùi về một bên, ba người đàn ông nhìn nhau, người đàn ông trung niên chắp tay với Diệp Huyên, sau đó nhìn cô gái quyến rũ dưới đất, tần thường, giao đồ ra đây, ta sẽ để ngươi chết thoải mái.
Cô gái lùi đến dưới một gốc cây, cười khẩy, Mạc Thôn, nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức xoay người chạy trốn. Người đàn ông hít mắt lại, ngươi có ý gì? Lộc cộc lộc cộc. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp. Nhận ra điều này, người đàn ông trung niên biến sắc, ngươi gọi cứu binh. Cô gái tên là Tần Thường cười khẩy, ngươi đoán xem. Người đàn ông trung niên nhìn Tần Thường một cái, chuyện này, nhà họ Mạc ta sẽ ghi nhớ. Nói xong, ba người xoay người biến mất trong đêm tối. Tại chỗ chỉ còn lại Diệp Huyên và Tần Thường. Tần Thường nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ta lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó đi tới trước mặt hắn, sao, ngươi không trốn à? Diệp Huyên lắc đầu, đương nhiên là hắn không thể trốn, cũng hết cách, bên cạnh hắn còn có muội muội nữa. Tần Thường quan sát Diệp Huyên, thực lực của ngươi không tệ, nhưng nhìn cách ăn mặc của ngươi chắc không phải người giàu sang gì. Ngươi biết không, nếu khi nãy ngươi giúp ta, hai chúng ta đã kết thiện duyên rồi, có biết thiện duyên này có ý nghĩa thế nào với ngươi không? Diệp Huyên nhìn Tần Thường, cũng có thể là nghiệt duyên. Tần Thường cười khẩy, nghiệt duyên. Đúng, bây giờ đã là nghiệt duyên rồi. Lúc này, cửa sổ xe ngựa được vén lên, Diệp Liên quấn một cái chăn thật dày đi ra. Diệp Huyên vội buông nhánh cây cởi lửa trong tay xuống, sau đó đi tới trước mặt Diệp Liên, dịu dàng hỏi, làm ồn đến muội sao? Diệp Liên gật nhẹ đầu, cô bé nhìn thoáng qua Tần Thường cách đó không xa, nhẹ giọng hỏi, ca ca, không sao chứ? Diệp Huyên cười nói, không sao. Diệp Huyên vừa dứt lời thì có mười mấy người đàn ông phi ngựa đến sau lưng Tần Thường. Người đàn ông dẫn đầu xuống người đi đến bên cạnh nàng ta, tiểu thư, người không sao chứ? Tần Thường xoay người tát một cái lên mặt người đàn ông, không sao. Sao ngươi không đợi ta chết rồi hẳn đến? Người đàn ông vội quỳ một gối xuống, là thuộc hạ đến chậm, mong tiểu thư tha lỗi. Tần Thường hừ lạnh một tiếng, sau khi trở về lại tính sổ với ngươi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía hai huynh muội Diệp Huyên ở cách đó không xa, bây giờ nên xử lý chuyện giữa chúng ta rồi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, hai huynh muội ta chỉ là đi ngang qua. Không muốn gây sự. Tần Thường đi tới trước mặt Diệp Huyên, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn, không muốn gây sự. Được thôi, ngươi đến đây quỳ xuống dập đầu 100 cái cho ta thì ta sẽ tha cho hai huynh muội ngươi, thấy sao? Diệp Huyên hơi nhíu mày, chỉ vì ta không để ngươi lợi dụng ư. Đừng trách ta nói thẳng, hình như ta cũng không nợ gì ngươi, vì sao ta phải giúp ngươi chứ? Tần Thường đi tới trước mặt Diệp Huyên. Nụ cười hơi dữ tợn, ta là muốn ngươi hiểu rõ hậu quả của việc lúc trước không chịu giúp đỡ. Ngươi! Tần Thường nói đến đây, Diệp Huyên trước mặt nàng ta đột nhiên nổi giận, nàng ta còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn tát một cái lên mặt. Chát! Một tiếng bạt tai vang dội vang vọng trong đêm tối. Tần Thường bị tát ngã xuống đất, lần này nàng ta thật sự ngơ ngác rồi, nàng ta không ngờ trong tình huống thế này, người đàn ông trước mắt vẫn dám đánh mình. Mà sau khi những người bên kia phục hồi lại tinh thần thì lập tức xông đến chỗ Diệp Huyên, nhưng chẳng mấy chốc đã dừng lại. Vì Diệp Huyên đang đạp chân lên bụng Tần Thường. Hắn lạnh lùng nhìn Tần Thường dưới chân, sự thật chứng minh, có mấy người thật sự không nghe hiểu tiếng người. Nói xong, hắn lại cúi người tát một cái lên mặt nàng ta. Chát! Lần này, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Thường sưng lên. Làm càn! Người đàn ông dẫn đầu ở bên cạnh tức giận quát, ngươi biết tiểu thư là ai không? Nàng ấy là tiểu thư của nhà họ Tần ở La Thành đấy. La Thành. Đương nhiên Diệp Huyên biết tòa thành này, vì nó rất gần Thanh Thành. Diệp Huyên nhìn thoáng qua người đàn ông nói chuyện, nếu ta là ngươi thì lúc này không phải uy hiếp, mà nên nhanh chóng xin lỗi. Hăm dọa. Ai mà không biết, nhưng người hay hăm dọa là vô dụng nhất, người càng vô dụng càng hay hăm dọa người khác hơn. Xin lỗi. Lúc này, Tần Thường dưới chân Diệp Huyên chợt nói, công tử, lúc trước là ta có mắt như mù, xin công tử rộng lượng đừng so đo, nhà họ Tần ta sẽ hầu tạ. Diệp Huyên cúi đầu nhìn Tần Thường, trên mặt nàng ta đã không còn vẻ dữ tợn trước đó nữa, chỉ còn thái độ đáng thương và yếu ớt, nhưng hai tay nàng ta lại siết chặt. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó, hắn đột nhiên đạp lên cổ họng của Tần Thường. Rắc! Tiếng xương gãy vang lên. Tần Thường trợn tròn hai mắt, trong đôi mắt mang theo sự khó tin, còn có hối hận. Thấy Diệp Huyên thẳng thừng giết chết Tần Thường, những người gần đó đều ngây người. Chương 30, ca ca nóng tính. Diệp Huyên rụt chân đi về bên cạnh Diệp Liên,
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, nàng ta không phải xin tha, chỉ là muốn tạm thời thoát thân, sau đó điên cuồng trả thù chúng ta thôi. Hắn không phải một người thích giải thích, nhưng hắn không muốn là một người máu lạnh vô tình trong mắt muội muội. Diệp Liên lắc đầu, cô bé ôm chặt lấy cánh tay Diệp Huyên, dù huynh đúng hay sai, muội đều mãi mãi đứng về phía huynh. Trong lòng Diệp Huyên có một dòng nước ấm chảy qua, hắn quay đầu nhìn về phía những người ở cách đó không xa, sao, các ngươi không ra tay à? Thực lực của mấy thị vệ trước mắt đều ở dưới cấp 4, hoàn toàn không có sức uy hiếp với hắn. Người đàn ông dẫn đầu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Diệp Huyên nhẹ giọng trả lời, Thanh Thành, họ Diệp. Người đàn ông nói với giọng điệu nặng nề, Thanh Thành, họ Diệp, ngươi là người nhà họ Diệp. Sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, ta không phải người nhà họ Diệp, thật. Sao người đàn ông có thể tin được? Hắn ta vung tay phải lên, những người kia bèn muốn mang thi thể của Tần Thường đi, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đi tới bên cạnh thi thể của nàng ta, hắn vung nhẹ chân phải, cái túi màu đen bên hông nàng ta bay vào tay hắn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông dẫn đầu lập tức trở nên khó coi. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sau đó nói, nhà họ Diệp ở Thanh Thành, nhà họ Tần ta nhớ kỹ rồi. Nói xong, người đàn ông và đám người mang theo thi thể của Tần Thường bỏ đi. Đương nhiên bọn họ không dám ra tay, vì Tần Thường là ngự khí cảnh, nhưng khi nãy, Tần Thường còn không đỡ được chiêu nào đã chết. Dù Diệp Huyên đánh bất ngờ, nhưng nếu không có thực lực, đánh bất ngờ đều là mây bay. Mấy người đàn ông hiểu rõ bọn họ hoàn toàn không thể đánh lại Diệp Huyên. Nói đơn giản hơn một chút là sợ chết. Sau khi mấy người đàn ông rời đi, Diệp Huyên mở túi màu đen ra xem thử, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Linh thạch. Trong cái túi này có 16 viên linh thạch. Linh thạch là thứ mang theo linh khí của thiên địa, loại linh thạch này mang lại lợi ích rất lớn cho người tu luyện. Linh thạch được chia làm linh thạch hạ phẩm, linh thạch thượng phẩm, linh thạch cực phẩm, linh thạch ngọc phẩm, linh thạch tiên phẩm, cuối cùng là linh thạch thần phẩm. Ở Thanh Thành, dù là linh thạch hạ phẩm cũng khó gặp được, mà trong cái túi này lại đều là linh thạch thượng phẩm, chẳng những thế, trong đó còn có một gam linh thạch cực phẩm. Một viên linh thạch hạ phẩm ít nhất có thể đổi được 100 lượng vàng, mà 100 lượng vàng đủ để một gia đình bình thường sống vui vẻ 10 năm. Mà bây giờ trong túi hắn có tận 16 viên linh thạch thượng phẩm. Dù là nhà họ Diệp cũng không có nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy. Phát tài rồi. Diệp Huyên cất túi đi, vẻ mặt dần trở nên nặng nề. Hắn không biết Tần Thường này lấy đâu ra nhiều linh thạch thượng phẩm như thế, nhưng có thể chắc chắn dù là nhà họ Tần hay ba người đàn ông truy sát Tần Thường trước kia đều sẽ không dễ dàng bỏ đi cái túi linh thạch thượng phẩm này. Thứ để thế gia kiếm tiền là mỏ vàng, nhưng muốn phát tài, thoát khỏi thế gia cấp thấp, trèo lên trên thì chỉ linh thạch mới làm được. Chỉ linh thạch mới có thể bồi dưỡng ra nhiều cao thủ hơn. Mà nhiều linh thạch như vậy đủ để một thế gia bồi dưỡng ra mấy cao thủ ngự khí cảnh, thậm chí là lăng không cảnh. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên vội dập tắt lửa trại, sau đó dẫn Diệp Liên điều khiển xe ngựa rời đi. Đúng như dự đoán của Diệp Huyên, sau khi hắn đi khoảng nửa canh giờ, một người đàn ông trung niên và một ông lão xuất hiện ở chỗ hắn từng dừng chân. Người đàn ông trung niên này là Tần Bá, gia chủ nhà họ Tần. Cao thủ lăng không cảnh chân chính, ông lão sau lưng gã ta cũng có thực lực lăng không cảnh. Tần Bá nhìn một vòng xung quanh, sau đó trầm giọng nói, nghe nói nhà họ Diệp kia xuất hiện một thiên tuyển nhân là Diệp Lang, hơn nữa còn dẫn đến thiên địa dị tượng, chẳng lẽ là cậu ta? Dù Thanh Thành và La Thành rất gần nhau, nhưng cũng có khoảng cách nhất định, nhà họ Tần vốn dĩ không phải thế lực lớn, vì thế thông tin tình báo của bọn họ khá lạc hậu, vẫn không biết tình huống của nhà họ Diệp ở Thanh Thành bây giờ. Ông lão sau lưng Tần Bá đáp, dù có phải là Diệp Lang hay không cũng chắc chắn là người nhà họ Diệp, việc này nhà họ Diệp không thể thoát khỏi liên quan được. Tần Bá gật đầu, lạnh lùng nói, ta đến Thanh Thành một chuyến, tìm người nhà họ Diệp đòi một lời giải thích. Còn người kia có lẽ vẫn chưa đi xa, Tần Dược, ông đuổi theo đi, nếu đuổi kịp là Diệp Lang kia thì đừng khinh địch. Ông lão được gọi là Tần Dược gật đầu, dậm chân một cái bay lên không trung, biến mất trong đêm tối xa xa tựa như một con vượn. Tần Bá chậm rãi siết chặt tay, nét mặt lạnh như băng, được lắm nhà họ Diệp, duỗi tay dài thật đấy. Nói xong, gã ta biến mất. Trong đêm tối, Diệp Huyên lái xe ngựa đi nhanh, cũng may có ánh trăng mờ tối miễn cưỡng có thể thấy rõ con đường. Ca ca, khi nãy vì sao nữ nhân kia phải làm khó chúng ta thế?
Vì nàng ta thấy chúng ta dễ ức hiếp. Dễ ức hiếp nên muốn ức hiếp sao? Rất nhiều người như vậy đấy, thấy muội dễ ức hiếp sẽ ức hiếp muội. Thế giới này, muội không tàn nhẫn là sẽ không đứng vững được. Ca ca, huynh từng giết rất nhiều người, đúng không? Sau này có lẽ còn sẽ giết nhiều người hơn. Vì sao? Ca ca nóng tính, không chịu đựng được cơn tức, người khác trêu vào huynh, huynh lập tức muốn giết người. Chương 31, so hai chiêu không. Trong bóng đêm, thiếu niên điều khiển xe ngựa chạy nhanh, trên ghế xe ngựa, thiếu nữ ôm chặt cánh tay thiếu niên, tựa đầu lên vai thiếu niên, hai mắt khép hờ, rõ ràng đã tiến vào mộng đẹp. Thiếu niên thỉnh thoảng nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh, trong mắt tràn đầy cương triều. Ngươi cương triều muội muội mình thật. Lúc này, trong đầu Diệp Huyên đột nhiên vang lên giọng nói của cô gái bí ẩn. Nghe thấy giọng nói đó, Diệp Huyên hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, ta là ca ca của con bé, ta không cương triều con bé thì ai cương triều đây? Cô gái bí ẩn nói, ngươi là một ca ca tốt. Diệp Huyên cười, tiền bối, ta nghe nói có kiếm tiên có thể một kiếm khai sơn đoạn hà, là thật sao? Cô gái đáp, là thật. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức hơi ao ước. Kiếm tiên. Ngự kiếm bay lượn trong thiên địa, ngắm nhìn núi non sông suối, Diệp Huyên hắn cũng muốn thế. Lúc này, cô gái bí ẩn cổ vũ, chỉ cần cố gắng, ngươi cũng có cơ hội trở thành kiếm tiên. Diệp Huyên nhếch miệng cười, ta biết, đợi đến lúc ta có thể ngự kiếm, ta sẽ dẫn muội muội đi ngắm nhìn khắp thế giới này. Cô gái trêu, xem ngươi kìa. Diệp Huyên cười ha ha, tăng nhanh tốc độ. Một canh giờ sau, chân trời xuất hiện vầng sáng trắng, trời đã sáng, nhưng lại bắt đầu mưa. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, mưa ngày càng lớn, không hợp để đi tiếp nữa rồi. Diệp Huyên tăng tốc, một lát sau, hắn nhìn thấy một phủ đệ trong lòng núi phía xa. Nhìn từ chỗ của hắn, phủ đệ kia hơi cũ nát, thậm chí còn khá hoang vu. Nhìn thấy phủ đệ này, Diệp Huyên hơi nhíu mày, sao trong núi sâu này lại có một tòa phủ đệ chứ? Hắn vốn dĩ không muốn dừng lại, nhưng mưa ngày càng lớn, còn có gió mạnh, thật sự không thích hợp để đi tiếp. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó lấy bản đồ Lý Ngọc đưa cho mình ra, hắn tìm vị trí nơi này trên bản đồ, mà trên đó cũng không đánh dấu là nơi nguy hiểm. Diệp Huyên yên tâm hơn một chút, sau đó dừng xe ngựa trước phủ đệ kia, cửa phủ đệ đang mở. Diệp Huyên quan sát phủ đệ trước mặt, nhìn gần, phủ đệ này như đã bỏ hoang rất lâu, vách tường xung quanh mọc đầy cỏ. Thấy mưa không hề có ý dừng lại, Diệp Huyên cùng Diệp Liên đi vào phủ đệ kia, hai huynh muội đi tới một đại sảnh. Trong đại sảnh có hai người, là một ông lão áo xám và một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi. Hai người ở cạnh nhau, rõ ràng là đi cùng. Thấy hai huynh muội Diệp Huyên, ông lão chỉ nhìn một cái rồi rời mắt, còn thiếu niên kia thì gật đầu cười, xem như chào hỏi. Diệp Huyên gật đầu, dẫn muội muội đến ngồi xuống một bên. Diệp Huyên tự nhóm lửa, sau đó lấy hai con gà tây ra nướng lên. Nhìn thấy cảnh này, thiếu niên ở bên cạnh lập tức sáng mắt lên, cậu ta chạy đến trước mặt Diệp Huyên, tại hạ Khương Mộc Kỳ, không biết vị huynh đài này xưng hô thế nào. Diệp Huyên nhìn thoáng qua thiếu niên, Diệp Huyên. Khương Mộc Kỳ cười hì hì, quen biết chính là có duyên, huynh thấy đúng không? Diệp Huyên chỉ gà tây trên lửa, muốn ăn à? Khương Mộc Kỳ hơi ngây người, sau đó liên tục gật đầu. Diệp Huyên đưa một con cho thiếu niên, cho ngươi đấy. Khương Mộc Kỳ cũng không từ chối, lấy tới tự nướng. Khương Mộc Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyên, cười hì hì, dù huynh đài chỉ là khí biến cảnh, nhưng nền tảng vững chắc, không kém ta là bao. Nghe vậy, tay Diệp Huyên hơi khựng lại, nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường, ngươi sâu không lường được. Thiếu niên trước mắt cho hắn cảm giác này. Thật ra hắn không biết hắn cũng cho thiếu niên cảm giác như thế. Thiếu niên hơi nhíu mày, so hai chiêu không? Như nghĩ đến điều gì, hắn ta nói thêm có chừng mực thôi. Lúc này, ông lão cách không xa đột nhiên nói, đừng bắt nạt người khác. Nghe thấy lời ông lão nói, Diệp Liên ở bên cạnh Diệp Huyên lập tức không vui. Cô bé nhìn thoáng qua ông lão, cụ ơi, ca ca của ta rất lợi hại, nói không chừng là ca ca của ta ức hiếp hắn đó. Ông lão nhìn thoáng qua Diệp Liên, vậy à? Diệp Liên nhìn về phía Diệp Huyên cười khẽ, vậy thì so hai chiêu đi. Diệp Huyên và Khương Mộc Kỳ đi qua một bên, Khương Mộc Kỳ cười khẽ có thể bắt đầu chưa? Diệp Huyên gật đầu. Diệp Huyên vừa gật đầu, Khương Mộc Kỳ lập tức biến mất, một giây sau.
Khương Mộc Kỳ đánh một quyền lên ngực Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên cũng đánh một quyền lên ngực hắn ta. Bốp bốp. Hai người đồng thời lùi về sau khoảng mười mấy bước, gần như dừng lại cùng một lúc. Khương Mộc Kỳ ở đối diện quan sát Diệp Huyên một lúc, hơi ngạc nhiên nói, thân thể của huynh còn mạnh hơn cả tưởng tượng của ta nữa. Diệp Huyên nói, ngươi cũng vậy. Một quyền của hắn khi nãy của hắn như đấm lên tấm sắt vậy. Khương Mộc Kỳ cười nói, Khương Quốc chúng ta đúng là nhiều nhân tài, sau khi ta đi ra từ Hoàng Cung, cuối cùng cũng gặp được rồi. Hớm. Lúc này, ông lão cách đó không xa đột nhiên lên tiếng. Khương Mộc Kỳ hơi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ông lão, các lão, ra ngoài du ngoạn, nếu việc gì cũng phải kiêng dè thì còn gì thú vị nữa. Ông lão nói, bên ngoài, lòng người phức tạp. Khương Mộc Kỳ cười nói, không sao, vị huynh đài này vừa nhìn đã biết là người thẳng thắn, không giống kẻ tiểu nhân lòng dạ khó đoán. Nói xong, hắn ta chắp tay với Diệp Huyên, Diệp huynh, tại hạ Khương Mộc Kỳ, thập hoàng tử của Khương Quốc. Hoàng tử. Diệp Huyên hơi bất ngờ, hắn không ngờ lại gặp được một hoàng tử của Khương Quốc ở nơi thế này. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, chắp tay, Diệp Huyên, một kẻ vô danh. Nghe vậy, Khương Mộc Kỳ cười ha ha, Diệp huynh, với thực lực của huynh, nổi tiếng cũng là chuyện sớm muộn thôi. Diệp Huyên im lặng không nói gì, trước giờ hắn đều không để tâm đến hư danh gì đó, rất nhiều lúc, đó là thứ có thể giết người. Lúc này, mưa đã hơi nhỏ lại. Ông lão đứng dậy, điện hạ, cần phải đi rồi. Khương Mộc Kỳ gật nhẹ đầu, hắn ta cầm con gà đã nướng vàng óng lên, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp huynh, ta còn phải đi nơi khác, tạm biệt. Nói đến đây, như nhớ đến cái gì, hắn ta lấy một miếng lệnh bài ra đưa cho Diệp Huyên, Diệp huynh, đây là lệnh bài ta mang theo bên người, cũng có chút tác dụng ở đế đô, Diệp huynh đừng từ chối, nếu không ta cũng không dám ăn gà quay này của huynh. Chương 32, Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Khương Mộc Kỳ, sau đó nhận lấy ngọc bội. Thấy Diệp Huyên nhận lấy, Khương Mộc Kỳ cười hì hì, hẹn gặp lại. Nói xong thì xoay người đi khỏi cửa đại sảnh cùng với ông lão. Diệp Huyên nhìn bóng lưng của hai người, một lúc lâu vẫn không nói gì. Bên ngoài phủ, ông lão nhỏ giọng hỏi, điện hạ muốn lôi kéo hắn sao? Khương Mộc Kỳ cười khẽ, người nọ là một kiếm tu, nhưng khi nãy, hắn vẫn chưa xuất kiếm đã có thể ngang tài ngang sức với ta, nếu hắn xuất kiếm, e rằng ta chưa chắc sẽ thắng được. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn thoáng qua phủ đệ hoang phế kia, không hổ là người có thể khiến An Quốc sĩ coi trọng, không uổng công ta nghìn dặm xa xôi đến đây. Ông lão chần chừ một lát, sau đó nói, dù người nọ có nền tảng vững vàng, chiến lực không tầm thường, nhưng dù sao cũng là người cô độc, sau lưng không có thế gia, cũng không có tông môn, suy cho cùng con đường của hắn trong tương lai cũng có hạn, hơn nữa không có thế gia, không có bối cảnh gần như không giúp được gì nhiều cho điện hạ. Có lẽ chính vì thế nên đại điện hạ và cửu công chúa mới không sai người đến Thanh Thành. Khương Mộc Kỳ cười khẽ, mẫu thân của đại ca đến từ nhà họ Ngọc, là thế gia hàng hai của Khương quốc ta, dù phụ hoàng cũng phải kiêng dè ba phần, còn cửu muội là thống soái tam quân, nắm trong tay gần như 5/10 binh mã của Khương quốc, đương nhiên hai người họ chướng mắt những thiên tài bình thường này rồi. Ông lão nói, vậy sao điện hạ ngài còn nghìn dặm xa xôi đến đây? Khương Mộc Kỳ nhẹ giọng nói, so với bọn họ, ta không có bất kỳ ưu thế gì cả, bọn họ có thể kén chọn, nhưng ta thì không. Có lẽ hôm nay ta kết thân sẽ đổi lấy một trợ lực lớn sau này thì sao? Ông lão im lặng, kiếm tu thật sự rất hiếm thấy, nhưng chỉ là kiếm tu cũng chẳng có ý nghĩa gì, trừ khi là một tông sư kiếm đạo, mà muốn trở thành một tông sư kiếm đạo khó khăn đến chừng nào. Khương Quốc chỉ có một người thôi, mà người đó đã hơn 90 tuổi rồi. Đã gần 50 năm Khương Quốc không xuất hiện tông sư kiếm đạo. Trong đại sảnh, ca, người khi nãy thật sự là hoàng tử sao, Diệp Liên tò mò hỏi. Diệp Huyên gật đầu, có lẽ là thật. Diệp Liên nhẹ giọng nói, hình như hắn ta cố ý đợi huynh ở đây. Diệp Huyên nhìn Diệp Liên một cái, cười nói, trong thế gia, một vài người đều phải kết bè kết phái khiến thế lực của mình lớn mạnh hơn, huống hồ là hoàng gia. Nói xong, hắn xoa nhẹ đầu Diệp Liên, bây giờ ca ca chỉ muốn chữa khỏi chứng thương hàn của muội, tranh quyền đoạt lợi gì đó, huynh hoàn toàn không có hứng thú. Diệp Liên khẽ hỏi Diệp Huyên ca, sau này muội có thể tu luyện chứ? Diệp Huyên cười nói, chắc chắn có thể, đương nhiên nếu không thể cũng không sao, huynh sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, sau đó bảo vệ muội cả đời.
Diệp Liên nở nụ cười ngọt ngào, ôm chặt lấy Diệp Huyên, dù rất muốn để ca ca bảo vệ, nhưng muội càng muốn bảo vệ huynh hơn. Diệp Huyên đang định lên tiếng, lúc này, bên cạnh có một giọng nói vang lên, đúng là huynh muội tình thâm. Sau câu nói này, một ông lão đi vào. Người đến chính là trưởng lão Tần Dược của nhà họ Tần. Nhìn thấy ông ta, Diệp Huyên chậm rãi siết chặt tay, nhìn thoáng qua Diệp Liên, sang bên cạnh đi. Diệp Liên nhìn ông lão, sau đó nhẹ giọng nói ca, cẩn. Cẩn thận nhé. Nói xong, cô bé ngoan ngoãn lùi sang một bên. Tần Dược nhìn Diệp Huyên, giao những linh thạch kia ra, ta sẽ để hai huynh muội ngươi toàn thây. Diệp Huyên siết chặt hai tay, sắc mặt xanh mét, không nói gì. Tần Dược cười lạnh, sao, muốn ra tay à? Ngươi chỉ là khí biến cảnh, lão phu là lăng không cảnh. Giết ngươi, thậm chí còn không cần một chiêu. Dù là nói thế, nhưng ông ta lại lén đề phòng. Sống đến từng này tuổi, đương nhiên ông ta không bị ngu, sẽ không bất cần khinh địch. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta giao thứ kia ra, có thể cho hai huynh muội ta một con đường sống không? Tần Dược hít mắt lại, mặc cả à. Nói xong, ông ta chậm rãi nắm chặt tay, trong nháy mắt, quần áo trên người ông ta căng phồng lên, tựa như một con sư tử đang thủ thế chờ đợi. Diệp Huyên im lặng trước mắt một cái, sau đó ném một cái túi đen về phía Tần Dược, nhìn thấy nó, Tần Dược lấy làm vui vẻ, vội vã nhận lấy cái túi, mà đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Sắc mặt Tần Dược không thay đổi, cười khẩy, lão phu biết ngươi sẽ giả vờ mà. Dứt lời, ông ta giơ tay phải lên trên, sau đó đè xuống một cái. Bụp, tiếng khí bạo vang lên. Ầm. Diệp Huyên vừa đánh ra một quyền đã bị chấn động đến mức đụng lên vách tường cách đó mấy trượng. Ông lão liên tục đánh lùi Diệp Huyên, vẫn không dừng tay mà nghiêng người tấn công, xông về phía Diệp Huyên, cách đó không xa, sắc mặt Diệp Liên hoàn toàn thay đổi ca ca. Tần Dược hít mắt lại, mặc cả à. Nói xong, ông ta chậm rãi nắm chặt tay, trong nháy mắt, quần áo trên người ông ta căng phồng lên, tựa như một con sư tử đang thủ thế chờ đợi. Diệp Huyên im lặng trước mắt một cái, sau đó ném một cái túi đen về phía Tần Dược, nhìn thấy nó, Tần Dược lấy làm vui vẻ, vội vã nhận lấy cái túi, mà đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Sắc mặt Tần Dược không thay đổi, cười khẩy, lão phu biết ngươi sẽ giả vờ mà. Dứt lời, ông ta giơ tay phải lên trên, sau đó đè xuống một cái. Bụp. Tiếng khí bạo vang lên. Ầm. Diệp Huyên vừa đánh ra một quyền đã bị chấn động đến mức đụng lên vách tường cách đó mấy trượng. Ông lão liên tục đánh lùi Diệp Huyên, vẫn không dừng tay mà nghiêng người tấn công, xông về phía Diệp Huyên, cách đó không xa, sắc mặt Diệp Liên hoàn toàn thay đổi ca ca. Cô bé chạy đến trước mặt Diệp Huyên, ôm chặt lấy hắn. Mà một trường này của ông lão vẫn không dừng lại, đánh về phía hai huynh đệ, nói đúng hơn là đánh về phía Diệp Liên. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên mở to mắt, lúc này, đầu óc hắn trống rỗng. Bàn tay của ông lão ngày càng gần. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên kéo Diệp Liên về phía sau, một giây sau, kiếm linh tiêu xuất hiện trong tay hắn, một tiếng keng trầm thấp vang lên. Khi chém ra chiêu kiếm này, hắn chỉ có một suy nghĩ. Giết người. Nhất định phải giết người. Nhất kiếm định sinh tử. Mà cùng lúc đó, giọng nói của cô gái bí ẩn vang lên trong tháp giới ngục, cái tên này, ai động đến muội muội hắn, hắn mới có ham muốn giết người mãnh liệt, chương 33, đại kiếm tu. Phập. Khi Diệp Huyên lấy kiếm ra, tay Tần Dược chỉ cách đầu Diệp Liên nửa tấc đột nhiên khựng lại, chớp mắt một cái, tay phải đang giơ cao cứ thế rơi xuống từ trên người. Máu tươi như suối. Sắc mặt Tần Dược hoàn toàn thay đổi, lùi về phía sau. Ông ta lùi xa khoảng mấy trượng, nhưng chỉ mới dừng lại, một tia kiếm quang mờ mờ đã đến trước mặt ông ta. Chiêu kiếm này không phải là kiếm thứ hai, mà là kiếm quang phát ra từ chiêu kiếm khi nãy. Lần này, trong lòng Tần Dược vô cùng khiếp sợ, không kịp nghĩ đến điều gì, tay trái của ông ta siết chặt thành nắm đấm, sau đó đánh một quyền về phía trước. Một quyền này gần như dùng hết sức lực cả đời ông ta. Sống chết trước mắt, đương nhiên ông ta không dám giữ lại chút sức lực nào. Quyền ra, tiếng khí bạo vang lên. Kiếm đến. Phập. Khi nắm đấm và kiếm chạm vào nhau, cả cánh tay trái của Tần Dược bay ra ngoài, máu tươi phun ra như suối. Cùng lúc đó, Tần Dược bị chấn động đến mức bay ra xa mấy trượng. Diệp Huyên không tiếp tục ra tay, vì lúc này,
Cả cánh tay phải của hắn xuất hiện những vết nứt, có máu tươi không ngừng chảy ra. Chẳng những thế, sau khi chém ra chiêu kiếm khi nãy, hắn cảm thấy cơ thể như đang rời sông lấp biển, cực kỳ khó chịu, thậm chí còn xuất hiện cảm giác tay chân vô lực, như cả người đều bị rút cạn. Cực kỳ khó chịu. Xa xa, Tần Dược nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, kiếm quang, sao có thể, ngươi là kiếm tu. Không đúng, ngươi là đại kiếm tu, không đúng, rõ ràng ngươi mới chỉ là khí biến cảnh, hoàn toàn không thể phát ra kiếm quang, càng không thể là đại kiếm tu. Nếu có thể thành thạo một vài nền tảng kiếm đạo đã được gọi là kiếm tu, nhưng kiếm tu lại chia thành kiếm tu bình thường, đại kiếm tu. Nếu kiếm tu có thể mượn kiếm phát ra kiếm khí và kiếm quang, cũng có nghĩa đã đạt đến trình độ đại kiếm tu. Mà đại kiếm tu thì cực kỳ hiếm thấy, cả Khương quốc có chưa đến 100 kiếm tu, mà đa số trong đó đều là mấy chục tuổi trở lên, còn Diệp Huyên trước mắt chỉ khoảng 18 tuổi. Đây là lý do vì sao Tần Dược khiếp sợ. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Dược, còn không mau cút đi. Tần Dược hơi ngây người, một giây sau, ông ta xoay người biến mất trong tầm mắt của hai huynh muội. Tần Dược vừa mới chạy trốn, Diệp Huyên đã co quắp ngã xuống, Diệp Liên ở bên cạnh sợ hãi, vội đỡ lấy hắn, run rẩy nói, ca ca, huynh không sao chứ. Diệp Huyên cố ép mình ngồi dậy, nhìn Diệp Liên căng thẳng trước mặt, hắn gượng cười, không sao, đừng lo lắng, huynh ngồi thiền một lát. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiền bối. Diệp Huyên thầm hỏi. Cô gái bí ẩn nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Chiêu kiếm này là kiếm ký định sinh tử, quá tàn nhẫn, thực lực của ngươi bây giờ còn yếu, hoàn toàn không thể chịu được sức mạnh của nó. Bây giờ ngươi ra một chiêu kiếm, sẽ làm kẻ địch bị thương 1000, ngươi tự tổn hại 800. Ta truyền thụ kiếm ký này cho ngươi lúc này là muốn ngươi hiểu một vài đạo lý, kiếm đạo, có nhiều lúc là dựa vào ngộ. Cũng là một loại thái độ của ngươi là gì thì kiếm đạo của ngươi sẽ là cái đó. Nghe vậy, Diệp Huyên im lặng. Ngộ, thái độ. Nguyên nhân khi nãy hắn sử dụng chiêu kiếm định sinh tử này là gì? Không phải vì luyện tập vất vả, mà là lúc đó, hắn chỉ muốn muội muội không sao. Đây là suy nghĩ của hắn. Như cô gái bí ẩn đã từng nói, chiêu kiếm định sinh tử này thật ra không phải một loại kiếm kỹ, mà giống một lý niệm kiếm đạo hơn. Cô gái bí ẩn lại nói, một kiếm định sinh tử của ngươi vào giai đoạn này miễn cưỡng xem như kiếm ký bậc huyền thượng phẩm, mà lý do ngươi bị phản phệ dữ dội như thế là vì bây giờ ngươi vẫn chưa đạt đến ngự khí cảnh, không thể thật sự ngự khí, kiếm quang của ngươi khi nãy cũng không phải ngươi tự tu luyện ra, mà là sự mạnh mẽ của kiếm ký này, cho nên ngươi mới bị phản phệ. Đợi sau khi đưa muội ngươi đến đế đô, phải nghĩ cách đi tìm linh kiếm để nuốt, mau chóng để mình đạt đến ngự khí cảnh. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi, chẳng trách sau khi dùng kiếm kỹ này, trong người ta cực kỳ không thoải mái, như bị rút cạn vậy. Nhưng vẫn tốt, một chiêu kiếm đã chém đứt hai cánh tay của ông già kia. Nói đến đây, hắn hơi cong môi, nở nụ cười. Cô gái bí ẩn nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Chiêu kiếm này là kiếm kỹ định sinh tử, quá tàn nhẫn, thực lực của ngươi bây giờ còn yếu, hoàn toàn không thể chịu được sức mạnh của nó, bây giờ ngươi ra một chiêu kiếm. Sẽ làm kẻ địch bị thương 1000, ngươi tự tổn hại 800. Ta truyền thụ kiếm kỹ này cho ngươi lúc này là muốn ngươi hiểu một vài đạo lý, kiếm đạo, có nhiều lúc là dựa vào ngộ, cũng là một loại thái độ của ngươi là gì thì kiếm đạo của ngươi sẽ là cái đó. Nghe vậy, Diệp Huyên im lặng. Ngộ, thái độ. Nguyên nhân khi nãy hắn sử dụng chiêu kiếm định sinh tử này là gì? Không phải vì luyện tập vất vả, mà là lúc đó, hắn chỉ muốn muội muội không sao. Đây là suy nghĩ của hắn. Như cô gái bí ẩn đã từng nói, chiêu kiếm định sinh tử này thật ra không phải một loại kiếm kỹ, mà giống một lý niệm kiếm đạo hơn. Cô gái bí ẩn lại nói, một kiếm định sinh tử của ngươi vào giai đoạn này miễn cưỡng xem như kiếm kỹ bậc huyền thượng phẩm, mà lý do ngươi bị phản phệ dữ dội như thế là vì bây giờ ngươi vẫn chưa đạt đến ngự khí cảnh, không thể thật sự ngự khí, kiếm quang của ngươi khi nãy cũng không phải ngươi tự tu luyện ra, mà là sự mạnh mẽ của kiếm kỹ này. Cho nên ngươi mới bị phản phệ. Đợi sau khi đưa muội ngươi đến đế đô, phải nghĩ cách đi tìm linh kiếm để nuốt, mau chóng để mình đạt đến ngự khí cảnh. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi, chẳng trách sau khi dùng kiếm kỹ này, trong người ta cực kỳ không thoải mái, như bị rút cạn vậy. Nhưng vẫn tốt, một chiêu kiếm đã chém đứt hai cánh tay của ông già kia. Nói đến đây, hắn hơi cong môi, nở nụ cười. Dù gì ông lão kia cũng là lăng không cảnh. Ngu ngốc.
Cô gái lạnh lùng nói, dù cảnh giới của người kia rất yếu, nhưng ngươi lúc này cũng không thể chống lại, trước đó ngươi có thể sử dụng một chiêu kiếm chém đứt hai cánh tay của ông ta có 5 phần 10 nguyên nhân là vì sau khi dùng một chưởng đánh lui ngươi ông ta đã sơ ý. Nếu ông ta biết rõ ngươi là một kiếm tu, đề phòng từ trước thì ngươi cảm thấy mình có thể chém đứt hai cánh tay của ông ta sao? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nặng nề. Cũng phải, nếu lúc đầu ông lão đề phòng, hắn có thể chém đứt hai tay đối phương bằng một chiêu sao? Phải biết lúc đầu khi đấu một quyền với ông ta, hắn đã thua hoàn toàn rồi. Đây còn là vì hắn tu luyện kim thân cảnh, nếu không, một chưởng kia của ông lão đã đủ tiêu diệt hắn. Cô gái, giữa ngươi và ông ta chênh lệch cảnh giới quá lớn, muốn khiêu chiến vượt hai cấp, thực lực của ngươi bây giờ không làm được, trừ khi ngươi có thể nắm giữ một đạo tắc, thúc dục tháp giới ngục trong người ngươi. Đạo tắc? Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, tiền bối, lúc trước từng nghe người nói đến đạo tắc, rốt cuộc đạo tắc này là thứ gì? Tìm từ đâu? Chương 34, vẫn còn chút thời gian. Cô gái bí ẩn nói, đợi sau khi ngươi trở thành tông sư kiếm đạo, ngươi sẽ hiểu đạo tắc là gì. Diệp Huyên. Cô gái tiếp tục, còn một chuyện nữa, ngươi đừng chỉ lo đến muội muội của mình, phong ấn của tầng thứ hai đã có dấu hiệu buông lỏng, nếu ngươi không mau chóng đề cao thực lực, phong ấn biến mất, lúc đó, không ai cứu được ngươi đâu. Phong ấn buông lỏng. Diệp Huyên hít sâu một hơi, đương nhiên hắn không quên chuyện cô gái bí ẩn nói. Tầng thứ nhất giam giữ một kiếm chủ, trước khi hắn đến vị kiếm chủ này cũng đã đi đời nhà ma, mà vị ở tầng thứ hai chắc chắn là chưa chết. Đến lúc phong ấn bị giải trừ, nói không chừng đối phương sẽ lập tức giết hắn tế trời. Cũng may hắn vẫn còn chút thời gian. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, mở mắt ra, lúc này, dù hắn cảm thấy cả người mềm nhũn không chút sức lực, nhưng tốt hơn lúc trước rất nhiều, chỉ là sau này khi sử dụng chiêu kiếm này nhất định phải vô cùng cẩn thận. Vì sử dụng nó, đối phương không chết, có lẽ sẽ là hắn chết. Nếu ông lão khi nãy tiếp tục ra tay, có lẽ hắn chết chắc. Giữa hắn là lăng không cảnh vẫn còn một khoảng cách, nhưng nếu hắn liều mạng, vẫn có khả năng đánh một trận. Lúc này, Diệp Liên đột nhiên hỏi, ca ca, huynh không sao chứ? Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Liên, thấy cô bé tái mặt, hắn cười khẽ, đừng lo lắng, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Nghe vậy, Diệp Liên tỏ vẻ nhẹ nhõm, như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt cô bé trở nên u ám, ca ca, muội thật vô dụng, muội. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, đừng nghĩ nhiều. Đợi sau khi muội khỏi bệnh, ca ca sẽ tu luyện cùng muội, đến lúc muội trở thành võ giả thì muội bảo vệ huynh, được không? Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, muội thật sự có thể tu luyện sao? Diệp Huyên cười nói, chắc chắn có thể. Diệp Liên nắm chặt tay, vẻ mặt vô cùng quyết tâm, ca ca, sau này muội nhất định phải trở thành một cao thủ siêu siêu cấp, muội cũng muốn bảo vệ ca ca. Diệp Huyên xoa đầu Diệp Liên, cười nói, huynh sẽ đợi đến ngày đó. Diệp Huyên không biết, một câu nói tùy tiện của mình lúc này đã khiến cô bé trước mắt nhớ kỹ một đời. Sau khi nghỉ ngơi một canh giờ, Diệp Huyên tiếp tục mang theo Diệp Liên lên đường. Thiên Sơn Thành. Diệp Huyên tăng nhanh tốc độ, vì hắn phát hiện bây giờ ban ngày Diệp Liên cũng phải mặc quần áo thật dày, hơn nữa mỗi lần phải ăn hai viên đan dưỡng sinh mới có thể ngăn chặn khí lạnh trên người cô bé. Với tốc độ này, sau nửa tháng sẽ không còn đan dưỡng sinh nữa. Đây vẫn không phải điều quan trọng nhất là hắn sợ đan dưỡng sinh không còn tác dụng với Diệp Liên nữa. Nếu như vậy, tình huống sẽ vô cùng nghiêm trọng, Ngôn Tình Sủng. Nhất định phải mau chóng tăng tốc chạy đến thủ đô. Khi hai huynh muội Diệp Huyên rời đi không lâu, gia chủ Tần Bá của nhà họ Tần và Tần Dược bị Diệp Huyên chém đứt hai tay xuất hiện trong đại sảnh của phủ đệ hoang phế. Nhìn hai cánh tay bị cắt đứt dưới đất, sắc mặt Tần Dược cực kỳ khó coi, Tần Bá cũng xa sầm mặt. Một lát sau, Tần Bá nói với giọng điệu nặng nề, hắn thật sự là một đại kiếm tu sao? Tần Dược gật đầu, nếu không phải một đại kiếm tu, sao có thể chém đứt hai tay ta được? Tần Bá siết chặt hai tay, sắc mặt lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, Tần Bá khẽ thở dài, mối thù này, chúng ta không thể báo. Nét mặt Tần Dược u ám, không nói gì. Đúng là thế, một đại kiếm tu trẻ tuổi như vậy. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Sao nhà họ Tần còn dám tiếp tục trả thù nữa? Lúc này, Tần Bá lại nói, nhưng chuyện này không thể bỏ qua như thế được. Truyền ra ngoài, cứ nói trên người Diệp Huyên này có mấy chục viên linh thạch thượng phẩm. Biết được tin này, ta tin rất nhiều người sẽ có ý đồ với hắn.
Nghe vậy, vẻ mặt Tần Dược dễ nhìn hơn một chút, cũng đúng, dù nhà họ Tần ta không thể tiếp tục trả thù, nhưng có thể để người khác làm mà. Nói đến đây, như nghĩ đến điều gì, ông ta nhìn về phía Tần Bá, người kia tên là Diệp Huyên. Cũng là nhà họ Diệp sao? Tần Bá gật đầu, vốn dĩ là thế tử nhà họ Diệp, nhưng sau khi nhà họ Diệp xuất hiện một thiên tuyển nhân là Diệp Lang, người nọ bị gia tộc xa lánh chèn ép, cuối cùng lập lời thề rời khỏi nhà họ Diệp, không phải người nhà họ Diệp nữa. Tần Dược ngây người, sau đó nói, đầu của cấp cao nhà họ Diệp bị cửa kẹp à? Tần Bá gật đầu, bây giờ nhà họ Diệp gần như trở thành trò cười của mấy thành xung quanh, phải biết rằng Diệp Huyên từng được An Quốc Sĩ đích thân khiêu chiến, nghe nói An Quốc Sĩ còn nhìn hắn bằng ánh mắt khác, mà thiên địa dị tượng kia cũng là Diệp Huyên dẫn đến chứ không phải Diệp Lang, mà mấy cấp cao của nhà họ Diệp lại tưởng là Diệp Lang dẫn đến, chúc mừng khoa trương, đám trưởng lão và tộc trưởng của nhà họ Diệp này đúng là một đám não heo, quá ngu xuẩn. Tần Dược gật đầu, đúng là ngu thật, bây giờ nhà họ Diệp thế nào? Đúng là thế, một đại kiếm tu trẻ tuổi như vậy, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Sao nhà họ Tần còn dám tiếp tục trả thù nữa? Lúc này, Tần Bá lại nói, nhưng chuyện này không thể bỏ qua như thế được. Truyền ra ngoài, cứ nói trên người Diệp Huyên này có mấy chục viên linh thạch thượng phẩm. Biết được tin này, ta tin rất nhiều người sẽ có ý đồ với hắn. Nghe vậy, vẻ mặt Tần Dược dễ nhìn hơn một chút, cũng đúng, dù nhà họ Tần ta không thể tiếp tục trả thù, nhưng có thể để người khác làm mà. Nói đến đây, như nghĩ đến điều gì, ông ta nhìn về phía Tần Bá, người kia tên là Diệp Huyên. Cũng là nhà họ Diệp sao? Tần Bá gật đầu, vốn dĩ là thế tử nhà họ Diệp, nhưng sau khi nhà họ Diệp xuất hiện một thiên tuyển nhân là Diệp Lang, người nọ bị gia tộc xa lánh chèn ép, cuối cùng lập lời thề rời khỏi nhà họ Diệp, không phải người nhà họ Diệp nữa. Tần Dược ngây người, sau đó nói, đầu của cấp cao nhà họ Diệp bị cửa kẹp à. Tần Bá gật đầu, bây giờ nhà họ Diệp gần như trở thành trò cười của mấy thành xung quanh, phải biết rằng Diệp Huyên từng được An Quốc Sĩ đích thân khiêu chiến, nghe nói An Quốc Sĩ còn nhìn hắn bằng ánh mắt khác, mà thiên địa dị tượng kia cũng là Diệp Huyên dẫn đến chứ không phải Diệp Lang, mà mấy cấp cao của nhà họ Diệp lại tưởng là Diệp Lang dẫn đến, chúc mừng khoa trương, đám trưởng lão và tộc trưởng của nhà họ Diệp này đúng là một đám não heo, quá ngu xuẩn. Tần Dược gật đầu, đúng là ngu thật, bây giờ nhà họ Diệp thế nào? Tần Bá nhẹ giọng nói, bị mấy nhà khác chèn ép gần như không thở nổi. Đúng rồi, dù không thể gây chuyện với tên họ Diệp kia, nhưng lại có thể lấy đây là cái cớ chiếm được lợi ích từ nhà họ Diệp. Đi, trở về dẫn người đến Thanh Thành tìm nhà họ Diệp tính sổ. Nói xong, Tần Bá xoay người bỏ đi. Tần Dược nhìn thoáng qua đôi tay bị cắt đứt của mình, vẻ mặt khá phức tạp. Mối thù này không thể nào báo được rồi. Không chỉ thù của ông ta không thể báo, mà thù của Tần Thường cũng không thể báo được. Dù trong lòng có oán giận, nhưng ông ta biết, chuyện này nên kết thúc ở đây. Làm tiểu thế gia, nhất định phải hiểu một điều, đó là ai có thể trêu vào, còn ai thì không. Nếu nhà họ Tần còn muốn trả thù, kết quả có thể sẽ khiến nhà họ Tần rơi vào cảnh không thể quay đầu. Dù sao Diệp Huyên không chỉ có thực lực mạnh, còn được An Quốc Sĩ coi trọng, nhà họ Tần còn trả thù nữa chính là ngu xuẩn. Một lát sau, Tần Dược xoay người đi. Mà không lâu sau đó, một đám người của nhà họ Tần chạy đến nhà họ Diệp ở Thanh Thành. Diệp Huyên không thể động vào, không thể trả thù, nhưng nhà họ Diệp thì có thể. Chương 35, mẹ của Diệp Huyên. Nhà họ Diệp, Thanh Thành. Gia tộc này đã không còn vẻ vang rạng rỡ như trước kia nữa, phải nói là nó đã sắp biến mất khỏi Thanh Thành. Trước kia khi đắc thế, nhà họ Diệp gần như đã đắc tội với toàn bộ những gia tộc khác ở. Bây giờ rơi vào cảnh thất thế, hai nhà Lý, Trương cùng phủ thành chủ có thể nói là điên cuồng ra sức trả thù. Những nơi từng là địa bàn và cửa hàng của nhà họ Diệp đều bị những nhà khác từng bước nuốt trọn, con cháu trong nhà căn bản không dám đặt chân ra ngoài, nếu không sẽ bị đánh chết. Một chữ thảm không đủ để hình dung nhà họ Diệp vào lúc này. Mà cùng lúc ấy, đại trưởng lão đang bị giam cầm trong thủy lao như một con chó già thoi thóp. Tia hy vọng cuối cùng của ông ta đã tan biến khi hay tin Diệp Lang bị chặt đầu, từ đó trở nên điên điên khùng khùng. Một ngày nọ, Diệp Thương đi vào thủy lao, nhìn đại trưởng lão trong buồng giam với vẻ rừng rưng, ta và ông tranh đấu cả đời, không ngờ nhà họ Diệp lại sụp đổ trong tay chúng ta. Đại trưởng lão mỉa mai, Diệp Thương, người đời đều nói mắt nhìn người của ta nông cạn, ông cũng thế sao? Diệp Thương gật đầu, quả thật nông cạn,
nhưng gia tộc ta tuyệt đối sẽ không lụi tàn, mà nhất định sẽ quật khởi vào một ngày khác. Đại trưởng lão nhếch mép, ông còn đang mơ tưởng nó sẽ niệm tình mà quan tâm đến nhà họ Diệp này ư. Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Ông hiểu tính tình thằng nhóc đó hơn ai hết, nhà họ Diệp đã phụ nó, cả đời này nó sẽ không thèm nhìn lại dù chỉ một lần. Diệp Thương lặng đi một hồi, sau đó cười nhạt, ông chớ quên một chuyện, theo lời đồn đái, khi thực lực cá nhân đạt đến trình độ nhất định thì huyết mạch sẽ đột biến, khi ấy tất cả những người có liên hệ máu mủ với hắn cũng sẽ biến dị, sức mạnh được nâng cao theo. Vớ vẩn, đại trưởng lão bật cười, e rằng Khương quốc ta còn chưa có kẻ nào chạm đến ngưỡng ấy, ông cho rằng Diệp Huyên có thể. Diệp Thương tiến về trước hai bước, cười cười, ông có biết vì sao năm ấy ta bỏ ngoài tai những lời dị nghị của mọi người, lập nó làm thế tử không? Trước cái nhìn chòng chọc của đại trưởng lão, lão ta nói, ngoại trừ thực lực cá nhân của hắn thì còn một lý do khác, đó là mẹ hắn. Mẹ của Diệp Huyên. Đại trưởng lão nhíu mày. Ấn tượng của ông ta về người này là một phụ nữ rất đối bình thường, đột nhiên biến mất vào năm Diệp Huyên lên 10, từ đó trở đi chưa từng xuất hiện lại. Diệp Thương trầm rãi siết chặt nắm tay. Năm ấy lão ta cũng có mặt khi mẹ Diệp Huyên rời đi từ cổng sau phủ, từ đó mới biết được sức mạnh của người áo đen sau lưng bà ta khủng khiếp đến nhường nào. Người ấy lơ lửng. Phải có sức mạnh cỡ nào mới có thể làm được điều ấy? Người ở lăng không cảnh có thể nhấc chân khỏi mặt đất trong một khoảng thời gian ngắn, mà người kia lại liên tục lơ lửng trên không trung, hơn nữa không khí quanh người không hề chập chờn dù chỉ một chút. Cuối cùng, hai người kia rời đi bằng cách phá vỡ không gian, điều mà Diệp Thương chỉ từng nghe đến trong những lời đồn đại. Lão ta cho rằng người phụ nữ bí ẩn kia sẽ trở lại vào một ngày nào đó để đưa anh em Diệp Huyên đi, khi ấy gia tộc họ chắc chắn sẽ được lợi không ít, vì vậy lập tức lập Diệp Huyên làm thế tử. Nhưng điều mà Diệp Thương không ngờ đến chính là bà ta đã bạt âm vô tín tận 10 năm, không một lần trở lại, không một tin tức được nghe thấy. Khi ấy, lão ta lập tức nghi ngờ rằng anh em Diệp Huyên đã bị vứt bỏ. Đây cũng là nguyên nhân cho sự thay đổi về thái độ của Diệp Thương đối với Diệp Huyên. Một lần nữa, lão ta lại không lường trước được việc Diệp Huyên lặng lẽ trở thành kiếm tu với thực lực siêu quần, nhưng lão ta biết việc này tuyệt đối có liên quan đến mẹ hắn. Người ấy lơ lửng. Phải có sức mạnh cỡ nào mới có thể làm được điều ấy? Người ở lăng không cảnh có thể nhấc chân khỏi mặt đất trong một khoảng thời gian ngắn, mà người kia lại liên tục lơ lửng trên không trung, hơn nữa không khí quanh người không hề chập chờn dù chỉ một chút. Cuối cùng, hai người kia rời đi bằng cách phá vỡ không gian, điều mà Diệp Thương chỉ từng nghe đến trong những lời đồn đại. Lão ta cho rằng người phụ nữ bí ẩn kia sẽ trở lại vào một ngày nào đó để đưa anh em Diệp Huyên đi, khi ấy gia tộc họ chắc chắn sẽ được lợi không ít, vì vậy lập tức lập Diệp Huyên làm thế tử. Nhưng điều mà Diệp Thương không ngờ đến chính là bà ta đã bạt âm vô tín tận 10 năm, không một lần trở lại, không một tin tức được nghe thấy. Khi ấy, lão ta lập tức nghi ngờ rằng anh em Diệp Huyên đã bị vứt bỏ. Đây cũng là nguyên nhân cho sự thay đổi về thái độ của Diệp Thương đối với Diệp Huyên. Một lần nữa, lão ta lại không lường trước được việc Diệp Huyên lặng lẽ trở thành kiếm tu với thực lực siêu quần, nhưng lão ta biết việc này tuyệt đối có liên quan đến mẹ hắn. Diệp Thương ngừng dòng suy nghĩ lại, lạnh lùng nhìn đại trưởng lão trong thủy lao, Diệp Huyên càng trở nên mạnh mẽ, nhà họ Diệp ta sẽ càng bị chê cười sỉ nhục, nhưng chúng ta sẽ nhịn, nhịn đến ngày hắn bước lên tầng mây, thay đổi huyết mạch, nhớ đến gia tộc ta cho dù đây chỉ là một hy vọng mong manh. Về phần ông sẽ không có bất kỳ niệm tưởng nào nữa. Chúng ta không giết ông mà giam giữ tại đây là để cho Diệp Huyên biết nhà họ Diệp đã nhận sai. Cho dù có phải chờ 20, 30 năm. Gia tộc ta cũng sẽ đợi đến ngày hắn nguôi giận. Ông cứ chậm rãi mà đợi đến chết đi. Sau đó lão ta phất tay áo bỏ đi, để lại đại trưởng lão rơi vào sự trầm tư kéo dài trong thủy lao, rồi đột nhiên phá ra cười đến là điên cuồng. Diệp Thương ơi Diệp Thương, ông còn ngu ngốc hơn ta nghĩ. Ông ta hiểu tính tình Diệp Huyên hơn bất kỳ ai, biết hắn là một người có thù tất báo, lại còn thù rất dai. Nguôi giận ư? Căm hận nhà họ Diệp chứng tỏ Diệp Huyên vẫn còn nghĩ về cái nhà này, họ vẫn còn hy vọng. Nhưng hắn hiện giờ đã chẳng còn hận nữa rồi. Hận đã không còn, nói chi nguôi giận. Chương 36, xuống phố dạo chơi mẹ của Diệp Huyên. 3 ngày sau, Thiên Sơn Thành. Đây là một tòa thành phồn hoa rộng lớn nằm ở phía nam Bắc Khương Quốc, bốn phía được bao phủ bởi những ngọn núi khổng lồ, cũng vì thế mà được đặt tên là Thiên Sơn.
Nguyên nhân đằng sau sự phát triển sầm uất của nó nằm ở thương hội quy mô nhất Khương Quốc, Túy Tiên Lâu, một thế lực vô cùng thần bí có phân hội trải rộng trên khắp trăm đất nước tại Thanh Châu. Thành phố nào có họ đặt chân đến, nơi ấy nhất định sẽ sầm uất, bởi vì họ sở hữu một loại phương tiện mang tên thuyền bay. Kể từ khi có loại phương tiện biết bay này, khoảng cách giữa các thành trấn đúng hơn là khoảng cách giữa các quốc gia đã không còn xa xôi như trước nữa. Diệp Huyên đến Thiên Sơn Thành chính là để lên thuyền bay đến Đế Đô, nơi phồn hoa nhất Khương Quốc. Khi xe ngựa lộc cộc chạy đến trước cổng thành, Diệp Liên từ bên trong nhìn ra, tròn xoe mắt hỏi qua, tòa thành lớn quá đi mất, còn lớn hơn Thanh Thành mình nữa đại ca ơi. Diệp Huyên gật đầu đáp, đúng là lớn thật. Diệp Liên lắc lắc tay hắn, nhõng nhẽo nói, lát nữa chúng ta dạo phố được không ạ? Diệp Huyên thoáng suy nghĩ rồi gật đầu, được chứ. Mấy ngày gần đây đều phải gấp rút lên đường, đến hắn còn thấy nhàm chán chứ đừng nói Diệp Liên, đi xuống dạo chơi chút cũng tốt. Sau đó, Diệp Huyên đưa Diệp Liên vào thành, đi trên những con đường rộng đến mấy trượng, đi giữa ngựa xe như nước, người chật như nêm. Tòa thành này quả nhiên rộn ràng đông đúc hơn Thanh Thành rất nhiều. Diệp Huyên đưa em gái đi tìm một quán trọ để dừng chân trước, vì tình trạng hiện giờ của Diệp Liên không ổn định, hắn không dám để cô bé ở một mình nên chỉ đặt một gian phòng. Sắp xếp chỗ nghỉ xong, Diệp Huyên đưa Diệp Liên xuống phố dạo chơi. Trên đường đi, cô bé liên tục nhìn ngang ngó dọc, ríu rít vui vẻ như nàng tinh linh bé nhỏ, chẳng bao lâu sau đã ôm đầy những món đồ chơi nhỏ trong tay. Niềm vui của Diệp Liên cũng đem tới nụ cười trên gương mặt Diệp Huyên. Khi hai anh em dạo bước ngang một sạp hàng nhỏ, giọng nói của cô gái bí ẩn bỗng vang lên trong đầu hắn, khoan đã. Diệp Huyên thoáng ngẩng ra, vội kéo em gái lại. Tiền bối, hắn thầm nghĩ. Cô gái thốt lên, trên quầy hàng cạnh ngươi có một chiếc nhẫn màu tím, mua nó. Diệp Huyên nhìn sang, quả thật phát hiện một chiếc nhẫn tím không chút bắt mắt nằm trong góc sạp. Chủ sạp là một người đàn ông trung niên, nhìn hắn cười hỏi, vị huynh đệ này muốn mua gì? Diệp Huyên nhặt chiếc nhẫn kia lên, món này bán thế nào? Hắn không hỏi vì sao cô gái bí ẩn lại bảo hắn mua chiếc nhẫn thoạt nhìn hết sức tầm thường này. Vì hắn biết một khi mà người ngày thường gần như im như hến lại mở miệng như vậy thì chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó. Người đàn ông nhìn chiếc nhẫn trong tay hắn, nói, 10 đồng vàng. Câu trả lời này khiến Diệp Huyên khẽ nhíu mày. 10 đồng quả thật có hơi đắt, nhưng hắn vẫn không do dự cầm lấy số tiền ấy trả cho chủ sạp. Phải biết rằng có trả xuống 3 đồng vàng cho cái nhẫn này thì chủ sạp cũng chịu bán, nhưng thấy hắn không kỳ kèo trả giá thì mừng như mở cờ trong bụng. Vừa cười khà khà vừa vội vã nhét tiền vào túi. Vào lúc Diệp Huyên đang chuẩn bị rời đi, một giọng nói chợt vang lên, đợi đã. Hắn nhìn sang, phát hiện người nói là một cô bé trạc tuổi Diệp Liên, môi hồng răng trắng, khoác áo bông trắng muốt, tóc tết đuôi sam, trông đáng yêu vô cùng. Cô bé nhìn chiếc nhẫn trong tay Diệp Huyên rồi nói với chủ sạp, ta ra giá 20 đồng vàng cho chiếc nhẫn này. Chủ sạp ngẩng ra rồi lộ rõ vẻ khó xử. Vì ông ta đã bán nhẫn cho Diệp Huyên rồi. Diệp Huyên nhìn cô bé, nở nụ cười, cô bé à, chiếc nhẫn này. Ai là bé với ngươi, nhưng hắn bị cắt ngang một cách lạnh lùng. Diệp Huyên cứng đờ người, không biết phải phản ứng thế nào trước thái độ này của cô bé. Diệp Liên đứng bên thì bất mãn ra mặt, đại ca ta không có ý xấu, sao ngươi lại nói vậy với huynh ấy. Cô bé liếc nhìn sang, bỗng chốc ngây ngẩn cả người, trong mắt xuất hiện những cảm xúc liên tiếp nhau. Từ kinh ngạc, khiếp sợ đến mừng rỡ. Một sự thay đổi khiến Diệp Huyên cũng ngạc nhiên. Diệp Liên bị ánh mắt của cô bé khiến cho lúng túng, lập tức hỏi, ngươi. Ngươi nhìn ta làm gì? Nét mặt cô bé nhanh chóng trở lại như bình thường, toàn nói gì đó rồi lại như kiêng dè gì mà im lặng, một hồi sau mới mở miệng, ngươi tên gì? Thấy thái độ ngang ngược của đối phương đã biến mất, Diệp Liên cũng đáp lời, Diệp Liên. Đoạn ôm dịt lấy tay Diệp Huyên, đây là đại ca ta, Diệp Huyên. Cô bé quăng cho Diệp Huyên một ánh mắt lạnh lẽo rồi lại nhìn Diệp Liên, rõ ràng đang do dự điều gì đó. Khi Diệp Huyên chuẩn bị dắt em gái đi, cô bé bỗng nhiên lấy một viên đá màu đỏ to bằng nắm tay đưa cho Diệp Liên, cho ngươi này. Khi hai anh em còn đang sững sờ, cô bé kia đã trực tiếp nhét viên đá vào lòng Diệp Liên, đây là thiên hỏa noãn ngọc, mang theo có thể tạm thời áp chế khí lạnh trong người ngươi. Diệp Huyên biến sắc, ngươi. Nhưng cô bé tuyệt nhiên không thèm để ý đến hắn, chỉ nói với Diệp Liên, ta đang có việc gấp phải xử lý, không thể đưa ngươi đi được. Nhưng trễ nhất là 3 tháng sau, ta sẽ đến tìm ngươi.
Nói xong liếc xéo Diệp Huyên, ta nể mặt em gái ngươi nên mới cho ngươi chiếc nhẫn đấy. Ánh mắt cô bé còn lưu luyến trên người Diệp Liên một chốc nữa mới chịu rời đi. Diệp Huyên sau khi bừng tỉnh thì vội vã đuổi theo, nhưng chớp mắt một cái, cô bé đã đi xa mấy thước, chớp mắt lần nữa, cô bé đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Hắn đờ người tại chỗ. Trong một ngóc ngách nọ, cô bé quăng cho Diệp Huyên một ánh mắt lạnh lẽo rồi lại nhìn Diệp Liên, rõ ràng đang do dự điều gì đó. Khi Diệp Huyên chuẩn bị dắt em gái đi, cô bé bỗng nhiên lấy một viên đá màu đỏ to bằng nắm tay đưa cho Diệp Liên, cho ngươi này. Khi hai anh em còn đang sững sờ, cô bé kia đã trực tiếp nhét viên đá vào lòng Diệp Liên, đây là thiên hỏa noãn ngọc, mang theo có thể tạm thời áp chế khí lạnh trong người ngươi. Diệp Huyên biến sắc, ngươi. Nhưng cô bé tuyệt nhiên không thèm để ý đến hắn, chỉ nói với Diệp Liên, ta đang có việc gấp phải xử lý, không thể đưa ngươi đi được. Nhưng trễ nhất là 3 tháng sau, ta sẽ đến tìm ngươi. Nói xong liếc xéo Diệp Huyên, ta nể mặt em gái ngươi nên mới cho ngươi chiếc nhẫn đấy. Ánh mắt cô bé còn lưu luyến trên người Diệp Liên một chốc nữa mới chịu rời đi. Diệp Huyên sau khi bừng tỉnh thì vội vã đuổi theo, nhưng chớp mắt một cái, cô bé đã đi xa mấy thước, chớp mắt lần nữa, cô bé đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Hắn đờ người tại chỗ. Trong một ngóc ngách nọ. Khi cô bé dừng lại ở góc tường, một người mặc áo choàng đen lặng lẽ xuất hiện phía sau, quỳ một chân xuống tôn chủ. Cô bé lạnh lùng ra lệnh, theo dõi thật kỹ hai anh em kia cho ta. Không, ngươi quá bắt mắt, không thể đi theo được, tìm kẻ nào yếu yếu một chút bám theo. Tuyệt đối không được để cô bé kia gặp chuyện. Người áo choàng đen thấp giọng hỏi, tôn chủ muốn thu nhận cô bé. Cô bé chậm rãi khép mắt lại, nói với giọng phấn khích, không ngờ ở Khương Quốc còn con này lại có người sở hữu thể chất như vậy. Nếu không phải vì động phủ trước kia của kiếm chủ thương giới quá quan trọng, ta đã đưa nó đi rồi. Người áo choàng đen đáp, tuy đã phát hiện được động phủ của kiếm chủ thương giới nhưng lại không thể trực tiếp phá kiếm trận do hắn ta để lại. Nghe nói cần có bội kiếm của hắn ta mới giải được trận pháp, nhưng tìm đâu ra bội kiếm của một người đã biến mất hơn 1.000 năm. Cô bé nhàn nhạt đáp, không sao, lần này tất cả mọi người gặp nhau chính là để tìm cách giải quyết. Người áo choàng đen gật đầu, rồi như nghĩ đến gì đó mà hỏi, tôn chủ có định thu nhận người anh của cô bé kia chăng? Cô bé lắc đầu, tuy nền tảng hắn không tệ nhưng đan điền đã nát vụn, thể chất cũng tầm thường, linh căn chỉ có bấy nhiêu, ta nhận vào làm gì? Để phí cơm nuôi à? Nói xong lập tức bỏ đi. Chương 37, ngũ lôi trận. Sau khi cô bé đi rồi, Diệp Huyên ngây ngẩn mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại, dẫn Diệp Liên trở về phòng trọ. Diệp Liên quan sát viên thiên hỏa noãn ngọc trong lòng bàn tay, kinh ngạc thốt lên, đại ca ơi, hòn đá này ấm quá, muội không còn thấy lạnh khi cầm nó nữa. Diệp Huyên nhe răng cười, muội thấy ấm là tốt rồi. Diệp Liên sung sướng gật đầu, siết chặt viên ngọc trong tay. Diệp Huyên ngồi vào kế bên cô bé, chậm rãi khép mắt lại. Tiền bối, người bàn nãy là, hắn hỏi. Cô gái bí ẩn đáp, ngươi không cùng đẳng cấp với đối phương, có hỏi cũng bằng thừa. Nàng ta tiếp lời, lấy chiếc nhẫn ta bảo ngươi mua ra đây. Diệp Huyên cầm chiếc nhẫn tím kia ra, nhận thấy nó khá là cũ kỹ, có vài chỗ còn sứt mẻ, không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt. Có biết đây là vật gì không, cô gái bí ẩn hỏi. Diệp Huyên lắc đầu. Đây là nhẫn trận pháp, bên trong có một trận pháp cỡ nhỏ, tuy chỉ là cấp thấp nhưng lại khéo léo, tay nghề rất cao, rất có giá trị nghiên cứu. Hẳn cũng là lý do đứa bé gái kia muốn mua nó. Ngươi có thể dùng trận pháp này để phòng thân. Diệp Huyên ngạc nhiên hỏi, chiếc nhẫn bé xíu này lại có thể chứa cả một trận pháp nhỏ ư? Cô gái bí ẩn hờ hững đáp, sau này nhớ đi nhiều nơi một chút. Thế giới này bao la và kỳ vĩ hơn ngươi nghĩ nhiều lắm. Đợi khi nào biết ngự kiếm rồi, ta nhất định sẽ đi dạo khắp nơi. Diệp Huyên gật đầu, ánh mắt hắn rơi vào chiếc nhẫn, trận pháp này sử dụng thế nào vậy tiền bối? Ngươi nhỏ một giọt máu tươi lên nhẫn rồi dùng phương thức ta sắp truyền thụ đây để khống chế nó. Diệp Huyên nhanh chóng làm theo lời nàng ta. Khi giọt máu biến mất trên mặt nhẫn, hắn bỗng cảm nhận được sự liên hệ kỳ lạ giữa mình và nó. Một trận pháp cũng thình lình hiện ra trong đầu hắn. Ngũ lôi trận. Đó là tên của trận pháp trong chiếc nhẫn, khi kích hoạt có thể giáng thần lôi xuống để gây tổn thương lên kẻ địch. Thần lôi. Diệp Huyên hỏi với chút kinh hãi, tiền bối à. Trận pháp này thật sự có thể gọi thần lôi được ư?
Cô gái bí ẩn đáp, đương nhiên là không rồi. Một trận pháp bé xíu này há có thể gọi được quyền năng của đất trời. Thần lôi trong đó được người sáng tạo trận pháp lợi dụng một vài phương pháp mà tạo ra, tuy lực công kích không thể so với thần lôi chân chính nhưng với người hiện giờ đã là quá đủ. Có nó trong tay, những kẻ ở lăng không cảnh cũng khó mà ngăn cản ngươi. Nhưng chiếc nhẫn này đã bị hư hao, có lẽ chỉ còn dùng được tối đa là 5 lần nữa. Diệp Huyên mừng rơn, lấy thực lực hiện tại của hắn, nếu dùng nhất kiếm định sinh tử thì có thể liều mạng với lăng không cảnh, nhưng cái giá phải trả thật sự quá khổng lồ, không khác gì hại địch 1.000, hại mình 800. Sở hữu chiếc nhẫn này tương đương với việc có thêm một con bài giữ mạng. Nhưng chưa được bao lâu, mặt Diệp Huyên đã héo như cái bánh bao chiều khi phát hiện ngũ lôi trận này cần linh thạch để kích hoạt. Không chỉ linh thạch thường mà phải là thượng phẩm, mỗi một lần cần ít nhất 5 viên. Tài sản hiện giờ của hắn chỉ có 16 viên linh thạch thượng phẩm mà thôi. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Huyên cảm nhận sâu sắc sự nghèo nàn của mình. Như sực nhớ đến gì đó, hai mắt hắn sáng lên, tiền bối, hay là sau này chúng ta tập trung đi đào bảo đi. Nhãn lực người tốt như vậy, chúng ta chắc chắn có thể kiếm được món hời to, ta. Ban ngày ban mặt mà ngươi mơ cái gì thế, cô gái bí ẩn ngắt lời hắn, ta theo ngươi đi đào bảo á. Có hoang tưởng cũng đừng đến mức đó. Diệp Huyên đành ngượng ngùng cười cười. Nhưng giọng nói của cô gái lại lạnh đi, làm việc gì cũng đừng ôm hy vọng sẽ gặp may. Hôm nay ngươi được lợi lớn thì là may mắn, là thứ ngươi nên được. Nhưng nếu ngay từ đầu ngươi đã ôm tâm lý chờ được lợi thì tâm tính sẽ dần bị hủy hoại. Đừng cho rằng ta đang giỡn chơi, người tu kiếm quan trọng nhất là tâm tính, ngươi phải nhớ kỹ. Diệp Huyên nghiêm túc gật đầu, tiền bối đừng giận, ta biết điều này. Hắn không sợ cô gái bí ẩn nhưng lại kính trọng vô cùng, vì vậy khi thấy nàng ta không nói gì nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Một chốc sau, khi Diệp Liên đã đi vào giấc mộng, hắn mới đi vào tháp giới ngục để tu luyện. Hắn không thể lập tức nhảy tới ngự khí cảnh nhưng có thể luyện tập kiếm chiêu. Đúng hơn mà nói, hiện tại hắn cũng không có kiếm chiêu gì, mỗi lần giao đấu với cái bóng đều dựa vào phản xạ. Chiêu thức là chết, thứ hắn mài giũa khi giao đấu với cái bóng chính là sức mạnh, tốc độ và năng lực phản ứng. Trong cùng một cảnh giới cũng có chia mạnh yếu, tuy tạm thời không thể đến được ngự khí cảnh nhưng hắn có thể tu luyện đến trình độ cao nhất của khí biến cảnh. Trong tầng đầu tiên của tháp giới ngục, tiếng kiếm va vào nhau chan chát không ngừng vang lên. Khi còn một giờ nữa là đến bình minh, Diệp Huyên nhắm mắt ngủ và tỉnh dậy đúng lúc mặt trời lên. Hắn thanh toán tiền phòng, bán chiếc xe ngựa lại cho quán trọ với giá thấp rồi dẫn em gái đi đến bến thuyền ở Thiên Sơn Thành. Khi đến nơi, hai anh em bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, trên con sông mênh mông nghìn thước kia là những chiếc thuyền khổng lồ ngự trị, chiếc nào chiếc nấy rộng ít nhất là 100 thước, hùng vĩ vô cùng. Hai anh em Diệp Huyên chưa từng nhìn thấy con thuyền nào vĩ đại như vậy. Diệp Liên phấn khích reo lên, thuyền lớn quá. Đại ca ơi, chốc nữa chúng ta sẽ lên đó ngồi à? Diệp Huyên gật đầu mỉm cười, chúng ta sẽ lên đó đến Đế Đô. Diệp Liên ngoẹo đầu. Tò mò hỏi, Đế Đô có lớn hơn Thiên Sơn Thành không ạ? Diệp Huyên dịu dàng xoa đầu cô bé, chắc chắn rồi. Đến đó rồi, ta sẽ dẫn muội đi dạo phố ngắm cảnh một phen, có chịu không? Hai mắt Diệp Liên sáng rực, đại ca tuyệt nhất. Chiêu thức là chết, thứ hắn mài giũa khi giao đấu với cái bóng chính là sức mạnh, tốc độ và năng lực phản ứng. Trong cùng một cảnh giới cũng có chia mạnh yếu. Tuy tạm thời không thể đến được ngự khí cảnh nhưng hắn có thể tu luyện đến trình độ cao nhất của khí biến cảnh. Trong tầng đầu tiên của tháp giới ngục, tiếng kiếm va vào nhau chan chát không ngừng vang lên. Khi còn một giờ nữa là đến bình minh, Diệp Huyên nhắm mắt ngủ và tỉnh dậy đúng lúc mặt trời lên. Hắn thanh toán tiền phòng, bán chiếc xe ngựa lại cho quán trọ với giá thấp rồi dẫn em gái đi đến bến thuyền ở Thiên Sơn Thành. Khi đến nơi, hai anh em bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, trên con sông mênh mông nghìn thước kia là những chiếc thuyền khổng lồ ngự trị, chiếc nào chiếc nấy rộng ít nhất là 100 thước, hùng vĩ vô cùng. Hai anh em Diệp Huyên chưa từng nhìn thấy con thuyền nào vĩ đại như vậy. Diệp Liên phấn khích reo lên, thuyền lớn quá. Đại ca ơi, chốc nữa chúng ta sẽ lên đó ngồi à? Diệp Huyên gật đầu mỉm cười, chúng ta sẽ lên đó đến Đế Đô. Diệp Liên ngoẹo đầu. Tò mò hỏi, Đế Đô có lớn hơn Thiên Sơn Thành không ạ? Diệp Huyên dịu dàng xoa đầu cô bé, chắc chắn rồi. Đến đó rồi, ta sẽ dẫn muội đi dạo phố ngắm cảnh một phen, có chịu không? Hai mắt Diệp Liên sáng rực, đại ca tuyệt nhất.
Nói xong còn nhón chân thơm lên má Diệp Huyên khiến hắn bật cười, sau đó dắt em gái đi. Diệp Huyên đã hỏi thăm quy trình đi thuyền bay từ hôm trước nên hai anh em nhanh chóng mua vé, cùng nhau bước lên một chiếc thuyền. Hắn cầm trên tay hai tấm vé đi Đế Đô, trị giá tổng cộng 40 đồng vàng, mà sót hết cả ruột. Với chưa tới 10 đồng vàng còn lại trong túi, bây giờ hắn thật sự rơi vào cảnh nghèo mạt dẹp rồi. Bỗng dưng muốn đi cướp. Trên thuyền bay có hơn 100 gian phòng lớn bé khác nhau, phòng cũng được chia ra dăm bảy hạng. Theo những gì Diệp Huyên hỏi thăm được, phòng hạng nhất cần bỏ ra 150 đồng vàng, phòng hạng 2-100 đồng. Chưa hết, kinh khủng nhất là phòng đặc biệt với mức giá lên tới 300 đồng vàng. Số tiền mà một gia đình bình thường ở Thanh Thành cả đời cũng không làm ra được lại chỉ đáng giá một tấm vé lên chiếc thuyền này thôi. Vào giây phút ấy, Diệp Huyên mới biết thế nào là bần cùng hạn chế tư duy. Chương 38, xin lỗi, ta là Đại Kiếm Tu. Hắn dẫn em gái đi vào một căn phòng chật hẹp ở tầng chót trên thuyền, bên trong chỉ có một chiếc giường, hai chiếc ghế đẩu và một chiếc bàn, đơn giản đến mức đơn sơ. Diệp Huyên xoa đầu Diệp Liên, phải nửa giờ nữa thuyền mới bắt đầu bay, đợi khi thuyền ổn định rồi chúng ta sẽ lên trên boong, ngắm nhìn phong cảnh bên dưới. Diệp Liên lúng liếng cười, sau đó như sực nhớ ra gì mà vội vã lục lọi trong tay nải một hồi. Cô bé nhanh chóng lấy một đôi giày vải ra, đưa cho anh trai như đang dâng tặng của báu, muội thêu cho đại ca đó, huynh thử xem có vừa không. Cô bé không đợi Diệp Huyên trả lời đã ngồi thụp xuống, bắt đầu cởi giày hắn ra. Diệp Huyên vẫn còn đang sửng sốt. Con bé thêu từ khi nào thế này? Bỗng nhiên tiếng á của Diệp Liên khiến hắn vội nhìn xuống, chỉ thấy cô bé bịt mũi, nhăn mặt nhìn hắn, chân huynh hôi quá. Vừa nói xong đã chạy ù ra ngoài như một cơn gió. Không lâu sau lại trở về với một thau nước trong tay. Diệp Liên đặt nó xuống trước mặt Diệp Huyên, nhấc chân hắn bỏ vào. Diệp Huyên vội la lên, để ta tự làm. Diệp Liên trợn mắt liếc hắn một cái rồi cúi đầu, bắt đầu tỉ mỉ rửa chân cho hắn. Rửa ráy một hồi, những giọt nước mắt nóng hổi lan tràn trên má cô bé khi nhìn thấy lớp kén dày cộm ở lòng bàn chân và những vết sẹo chưa lành trên bắp chân Diệp Huyên. Đó là những gì hắn nhận được từ khoảng thời gian liều mạng dưới danh nghĩa thế tử nhà họ Diệp. Thấy Diệp Liên như vậy, Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, sao muội lại khóc? Diệp Liên lau nước mắt, vì huynh đã phải chịu quá nhiều khổ cực rồi. Muội thề sau này sẽ trở nên vô cùng vô cùng vô cùng mạnh mẽ, sẽ kiếm được thật nhiều tiền, để đại ca có để hưởng hạnh phúc. Vì Diệp Huyên là người đã một tay nuôi cô bé khôn lớn. Có rất ít người biết rằng mẹ của hai anh em rời đi khi Diệp Huyên vẫn chỉ là đứa trẻ lên 10, còn Diệp Liên khi ấy mới 4, 5 tuổi. Cuộc sống những ngày đầu tiên ở nhà họ Diệp của họ không khác gì ăn mày, chỉ có thể dùng cơm thừa canh cặn sống qua ngày. Trong quá trình kiên cường nuôi em đó, ngay cả Diệp Liên cũng không biết được anh trai đã phải nếm trải bao nhiêu đắng cay đau khổ. Đặc biệt là từ sau khi hắn trở thành thế tử, bắt đầu chuỗi ngày liều mạng vì gia tộc. Cô bé chỉ nhớ hình ảnh anh trai rời đi từ khi gà còn chưa gáy, trở về khi trời đã tối mịt, lần nào cũng mang theo chẳng chịt vết thương. Lời nói của Diệp Liên như một dòng nước ấm chảy vào lòng Diệp Huyên, hắn vuốt ve mái tóc cô bé, sức khỏe của muội quan trọng hơn tất cả. Ở Đế Đô có rất nhiều người tài giỏi có thể chữa bệnh cho muội, đợi muội khỏe lại rồi, đại ca sẽ dạy muội tu luyện. Diệp Liên vẫn nhẹ nhàng rửa chân cho anh trai. Nói chắc địch, nếu muội khỏe lại rồi chắc chắn sẽ chăm chỉ tu luyện, có gian khổ đến đâu cũng không sợ. Diệp Huyên cười, đang định đáp lời thì cửa phòng bỗng bật tung ra, một người đàn ông trung niên và hai lão già ập vào. Diệp Liên hoảng sợ bật dậy, các người là ai? Người đàn ông đi đầu nhìn Diệp Huyên, còn nhớ ta không? Diệp Huyên gật đầu, người này là Mạc Thôn, đây chính là nhóm ba người đuổi giết Tần Thường trong khu rừng nọ. Không cần hỏi hắn cũng biết ba người này đến đây vì số linh thạch kia, chỉ là hắn không ngờ chúng lại đuổi theo đến tận thuyền bay. Mạc Thôn lên tiếng, giao những thứ đó ra đây rồi chúng ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Diệp Huyên thấp giọng đáp, thuyền bay có luật cấm ẩu đả. Mạc Thôn nhếch mép, chỉ cần giết hai ngươi rồi nhân cơ hội vứt xác xuống thì có ai biết chuyện này đâu. Diệp Huyên im lặng nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi lại, nếu ta giao những thứ kia ra. Các ngươi thật sự sẽ tha cho chúng ta chứ? Mạc Thôn hít mắt lại, tất nhiên, bọn ta chỉ muốn tiền tài mà thôi. Diệp Huyên hít sâu một hơi, cũng được, xem như ta không có số hưởng thụ. Rồi hắn rút chiếc túi màu đen kia ra, đi về phía Mạc Thôn, ngươi nói thì phải giữ lời.
Mạc Thôn nhìn chiếc túi với ánh mắt nóng bỏng, tay phải chậm rãi nắm lại, đương nhiên. Khi còn cách mấy bước, Diệp Huyên bỗng nhiên ném chiếc túi trong tay về phía lão già bên cạnh Mạc Thôn. Ba người đồng thời sửng sốt, bản năng của lão già là đưa tay lên chụp lấy, mà bản năng của Mạc Thôn là nhào qua cướp đoạt. Khoảnh khắc ấy, một tia sáng lóe lên. Xoẹt! Một thanh kiếm xuất hiện trước mặt Mạc Thôn, gã vừa mới nhận thức được điều này thì đã bị nó xuyên qua cổ họng. Một khắc sau đó, đầu gã bay ra ngoài, máu phun như suối. Hai lão già còn lại sợ xanh mặt, cuống cuồng tháo chạy, nhưng kiếm của Diệp Huyên đã nhanh hơn, xuyên thủng lưng của một trong hai người, kết liễu trong chớp mắt. Lão già còn lại vừa lao ra ngoài vừa gào thét kêu cứu, kinh động toàn bộ hành khách ở tầng chót. Biết có phiền phức sắp đến, sắc mặt Diệp Huyên có phần khó xem, tay thu kiếm lại. Không lâu sau, một cô gái mặc váy tím, đeo màng che mặt bước vào phòng dưới sự tháp tùng của một nhóm thị vệ thuyền bay. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, hai tay nắm lại. Hắn không thể nhìn ra cảnh giới của cô gái, nhưng trong nhóm thị vệ kia có ba người ở lăng không cảnh, hai người ở đỉnh ngự khí cảnh. Một đội hình kinh khủng. Thực lực của túy tiên lâu quả thật vô cùng khủng khiếp. Cô gái che màng khẽ nhíu mày khi nhìn thấy hai thi thể trên sàn, hỏi Diệp Huyên, ngươi giết. Diệp Huyên gật đầu, bọn chúng muốn. Một thanh kiếm xuất hiện trước mặt Mạc Thôn, gã vừa mới nhận thức được điều này thì đã bị nó xuyên qua cổ họng. Một khắc sau đó, đầu gã bay ra ngoài, máu phun như suối. Hai lão già còn lại sợ xanh mặt, cuống cuồng tháo chạy, nhưng kiếm của Diệp Huyên đã nhanh hơn, xuyên thủng lưng của một trong hai người, kết liễu trong chớp mắt. Lão già còn lại vừa lao ra ngoài vừa gào thét kêu cứu, kinh động toàn bộ hành khách ở tầng chót. Biết có phiền phức sắp đến, sắc mặt Diệp Huyên có phần khó xem, tay thu kiếm lại. Không lâu sau, một cô gái mặc váy tím, đeo màng che mặt bước vào phòng dưới sự tháp tùng của một nhóm thị vệ thuyền bay. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, hai tay nắm lại. Hắn không thể nhìn ra cảnh giới của cô gái, nhưng trong nhóm thị vệ kia có ba người ở lăng không cảnh, hai người ở đỉnh ngự khí cảnh. Một đội hình kinh khủng. Thực lực của túy tiên lâu quả thật vô cùng khủng khiếp. Cô gái che màng khẽ nhíu mày khi nhìn thấy hai thi thể trên sàn, hỏi Diệp Huyên, ngươi giết. Diệp Huyên gật đầu, bọn chúng muốn. Hắn đang toan giải thích thì nàng ta đã phất tay rời đi, xuống dưới đó mà giải thích. Giết hai người này, ném xác khỏi thuyền. Bỗng nhiên Diệp Huyên mở tay ra, để lộ một thanh kiếm lơ lửng trong lòng bàn tay. Cô gái đã đi đến cửa bỗng dừng bước, quay lại nhìn hắn với vẻ kinh ngạc kiếm tu. Diệp Huyên gật đầu. Nàng ta lại lắc đầu, tuổi còn nhỏ đã trở thành kiếm tu đúng là hiếm thấy, nhưng cũng chỉ thế thôi. Quy củ của thuyền bay lớn hơn trời, có là kiếm tu cũng không thể vi phạm. Giết cho ta. Xong lại xoay người rời đi. Đúng lúc ấy, Diệp Huyên khẽ nheo mắt, siết lấy thanh kiếm trong tay phải. Kiếm run lên, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Những người đang có mặt đều ngạc nhiên. Cô gái che màng lại dừng bước. Diệp Huyên nhìn thẳng vào nàng ta, gần ra từng tiếng, xin lỗi, nhưng ta là đại kiếm tu. Khi thốt ra những lời này, hắn mặt không đỏ, tim không đập, hơi không xuyễn, nhưng trái tim đã gõ dồn như trống trận. Chương 39, Hàn Hương Mộng. Đại kiếm tu. Đương nhiên hắn không phải đại kiếm tu. Sở dĩ kiếm của hắn có thể tỏa ra ánh sáng chủ yếu là vì hắn thúc dục nhất kiếm định sinh tử, mà việc tỏa ra ánh sáng là dấu hiệu đặc trưng của kiếm kỹ này. Tuy bản thân hắn còn chưa đạt tới cảnh giới đại kiếm tu, nhưng cũng không còn quá xa nữa. Linh kiếm trong tay Diệp Huyên tản ra ánh kiếm nhàn nhạt, gian phòng đột nhiên yên tĩnh lại. Mấy cường giả chạy đến trước mặt Diệp Huyên đều khựng lại, ánh mắt ai nấy đều đầy vẻ hoảng hốt và nghiêm nghị. Mặc dù trong suy nghĩ của bọn họ, muốn làm kiếm tu rất khó, kiếm tu bình thường cũng không phải hiếm, nhưng đại kiếm tu thì lại khác. Cả Khương Quốc có được bao nhiêu người chứ? Số đại kiếm tu được ghi lại trong sách chỉ có hơn 100 người, vậy mà thiếu niên trước mắt này còn trẻ như vậy đã là đại kiếm tu. Thế lực kinh khủng cỡ nào mới có thể bồi dưỡng ra một đại kiếm tu trẻ tuổi như vậy chứ? Lúc này, cô gái che màng đột nhiên nhìn sang hai thi thể dưới đất, nói, ném hai thi thể này ra cho chó ăn. Còn nữa, bắt kẻ vừa bỏ chạy lại, đánh chết rồi ném xuống thuyền bay. Dứt lời. Nàng nhìn Diệp Huyên nói, thu xếp cho vị công tử này một gian phòng hạng nhất, chớ có thất lễ. Dứt lời, nàng ta quay lưng rời đi. Trong phòng, những thị vệ cường giả kia đều hơi khom lưng với Diệp Huyên rồi xoay người rời đi.
Một thị vệ cung kính nói, xin mời công tử đi theo ta. Diệp Huyên hơi trầm ngâm một chút rồi dẫn Diệp Liên đi theo. Thị vệ kia dẫn hai huynh muội đến một gian phòng hạng nhất. Bước vào trong, cả hai huynh muội đều hoàn toàn ngây dại. Lớn. Vô cùng lớn. Gian phòng hạng nhất này ít nhất phải lớn gấp 10 gian phòng lúc trước bọn họ ở, mà đồ đạc bên trong vô cùng xa hoa, bố trí bên trong chẳng khác nào một cung điện, ngay cả dưới chân cũng được trải một tấm da lông thú không biết tên, dẫm lên chỉ thấy rất mềm. Thị vệ hơi thi lễ với huynh muội Diệp Huyên rồi lui ra ngoài. Oa! Diệp Liên kinh thán nhìn bốn phía ca, gian phòng này lớn quá, muội phải ngắm cho kỹ mới được. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của Diệp Liên, khẽ cười không nói gì. Hình như nghĩ tới chuyện gì đó, Diệp Liên ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn Diệp Huyên hỏi ca, vì huynh là đại kiếm tu gì đó nên bọn họ mới đối xử tốt với chúng ta như vậy sao? Diệp Huyên khẽ gật đầu. Vì sao vậy, Diệp Liên không hiểu lắm. Diệp Huyên cười nói, vì cuộc sống vốn thế. Diệp Liên còn muốn hỏi gì nữa, đột nhiên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ, Diệp Huyên quay lại nói, mời vào. Cửa mở ra, một cô gái bước vào. Chính là cô gái váy tím che mạng lúc trước. Cô gái che mặt ngồi xuống, đưa tay mời, mời công tử ngồi. Diệp Huyên ngồi xuống đối diện với cô gái. Diệp Liên ngoan ngoãn ngồi xuống cách đó không xa, tò mò nhìn nàng ta. Cô gái che mặt rót cho Diệp Huyên một chén trà, nói, đây là tiên trúc tiêm, mời công tử nếm thử. Diệp Liên khẽ gật đầu nói, cô nương khách khí rồi. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nước trà vào cổ họng vừa ngọt vừa mát, thoải mái dễ chịu vô cùng. Trà ngon. Diệp Huyên đặt chén trà xuống, nhìn cô gái che mặt trước mặt, tự giới thiệu tại hạ là Diệp Huyên, người Thanh Thành. Cô gái che mặt nhìn Diệp Huyên, nói, Hàn Hương Mộng. Diệp Huyên cười cười, không nói gì. Đối phương chỉ nói một cái tên, rõ ràng không muốn để lộ quá nhiều thông tin. Hàn Hương Mộng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi nói, công tử còn nhỏ tuổi đã trở thành đại kiếm tu, chắc hẳn sư thừa là danh môn, không biết sư thừa của công tử ở nơi nào. Muốn thăm dò lai lịch đây. Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười. Thấy vậy, Hàn Hương Mộng khẽ cau làn mi dày hỏi lại, công tử có ý gì? Diệp Huyên nhìn thẳng vào Hàn Hương Mộng. Nói, Hàn cô nương, thứ cho ta hỏi thẳng, cô nhìn vào bối cảnh để kết giao sao? Hàn Hương Mộng khép hờ hai mắt, rõ ràng nàng ta không ngờ dược Diệp Huyên sẽ hỏi như thế. Diệp Huyên lại nói, Hàn cô nương, kết giao với người khác quý ở chỗ chân thành, chứ không phải dùng tiểu xảo, càng không phải nhìn vào bối cảnh thế gia nhà người ta. Đương nhiên, nếu đây là quy tắc cô nương kết giao bằng hữu thì thứ cho ta không thể phụng bồi. Dứt lời. Hắn đứng dậy nhìn Diệp Liên cách đó không xa, gọi chúng ta đi. Diệp Liên ngoan ngoãn chạy theo bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên nói đi là đi, không một chút do dự, nhưng hai huynh muội vừa ra đến cửa, Hàn Hương Mộng đột nhiên gọi lại công tử, xin dừng bước. Diệp Huyên dừng chân, Hàn Hương Mộng khẽ nói, lúc trước là ta đường đột, công tử chớ trách. Diệp Huyên quay sang nhìn Hàn Hương Mộng, đáp lời, Hàn cô nương, chuyện giết người lúc trước, cô nương không tính toán với ta. Ân tình này ta sẽ nhớ kỹ, ngày khác tất sẽ báo đáp. Những lời này thực chất chính là ngầm tỏ ý xa cách. Đương nhiên Hàn Hương Mộng cũng nghe ra được ý của Diệp Huyên, nhưng nàng ta cũng không giải thích gì mà chỉ khẽ gật đầu, sắc trời đã tối, công tử nghỉ ngơi sớm đi. Thấy vậy, Hàn Hương Mộng khẽ cau làn mi dày hỏi lại, công tử có ý gì? Diệp Huyên nhìn thẳng vào Hàn Hương Mộng, nói, Hàn cô nương, thứ cho ta hỏi thẳng, cô nhìn vào bối cảnh để kết giao sao? Hàn Hương Mộng khép hờ hai mắt, rõ ràng nàng ta không ngờ dược Diệp Huyên sẽ hỏi như thế. Diệp Huyên lại nói, Hàn cô nương, kết giao với người khác quý ở chỗ chân thành, chứ không phải dùng tiểu xảo, càng không phải nhìn vào bối cảnh thế gia nhà người ta. Đương nhiên, nếu đây là quy tắc cô nương kết giao bằng hữu thì thứ cho ta không thể phụng bồi. Dứt lời, hắn đứng dậy nhìn Diệp Liên cách đó không xa, gọi chúng ta đi. Diệp Liên ngoan ngoãn chạy theo bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên nói đi là đi, không một chút do dự, nhưng hai huynh muội vừa ra đến cửa, Hàn Hương Mộng đột nhiên gọi lại công tử, xin dừng bước. Diệp Huyên dừng chân, Hàn Hương Mộng khẽ nói, lúc trước là ta đường đột, công tử chớ trách. Diệp Huyên quay sang nhìn Hàn Hương Mộng, đáp lời, Hàn cô nương, chuyện giết người lúc trước, cô nương không tính toán với ta, ân tình này ta sẽ nhớ kỹ, ngày khác tất sẽ báo đáp. Những lời này thực chất chính là ngầm tỏ ý xa cách.
Đương nhiên Hàn Hương Mộng cũng nghe ra được ý của Diệp Huyên, nhưng nàng ta cũng không giải thích gì mà chỉ khẽ gật đầu, sắc trời đã tối, công tử nghỉ ngơi sớm đi. Dứt lời, nàng ta quay người rời khỏi phòng. Ngoài cửa phòng, một lão giả xuất hiện sau lưng Hàn Hương Mộng, lên tiếng hỏi dò tiểu thư. Hàn Hương Mộng dừng chân lại, nói, không hổ là kiếm tu, tính tình không giống người thường. Lão giả gật đầu, kiếm tu vốn độc lai độc vãng, tính tình có hơi quái dị. Tiểu thư nói ra tên của mình trước đã là rất có thành ý rồi, thế mà tên nhóc này còn cảm thấy tiểu thư cao ngạo. Thật là... Hàn Hương Mộng lắc đầu nói, không sao. Tính tình kẻ này ngay thẳng, mặc dù khiến người ta hơi khó chịu nhưng vẫn hơn đám miệng nam mô bụng một bộ dao găm nhiều. Truyền lệnh của ta, trước khi bọn họ tới đế đô thì cứ ở lại phòng hạng nhất, dịch vụ hàng ngày cũng là hạng nhất, không được thất lễ. Dứt lời, nàng ta nhanh chóng rảo bước đi xa. Trong phòng, ca, đại kiếm tu lợi hại lắm sao? Hẳn là rất lợi hại. Không phải ca là đại kiếm tu sao? Đương nhiên ca là đại kiếm tu, à, sắp rồi. Qua, ca gạt người ta. Hừ, muội biết quá nhiều, ca phải giết người diệt khẩu. Hì hì, muội không sợ. Chương 40, ta chỉ có ca ca. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên rằm kín chăn cho Diệp Liên đã ngủ say rồi tiến vào tháp giới ngục. Tu luyện. Chỉ có cường giả mới được tôn trọng. Hiện thực xã hội không giây phút nào không nhắc nhở hắn đạo lý này. Hiện giờ hắn đã là đỉnh cao khí biến cảnh, cũng là tiểu kiếm tu đỉnh phong, tốc độ, sức mạnh bản thân và năng lực phản ứng gần như đã đạt tới cực hạn. Có thể nói, hiện giờ mặc dù hắn là khí biến cảnh nhưng cường giả ngự khí cảnh chưa chắc đã có thể địch lại hắn, còn xét trong cùng cảnh giới, tuy không thể nói vô địch nhưng chắc chắn là rất ít người có thể địch lại. Nhưng hắn hiểu rất rõ, võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tức lùi, bởi vậy hắn không dám lơ là chút nào. Hiện giờ, nếu đối kháng với cái bóng, hắn đã có thể ngang sức cân tải với nó, nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ để hắn có thể hài lòng. Mục tiêu của hắn là đánh bại cái bóng. Trong tháp giới ngục chỉ có một mình Diệp Huyên, mà hắn cũng quen ở một mình rồi. Còn về cô gái bí ẩn, trong tình huống bình thường, nếu nàng ta không lên tiếng Diệp Huyên cũng sẽ không đi quấy rầy nàng tê. Bởi vì hắn biết, chắc chắn đối phương sẽ không tán gẫu với mình. Tu luyện rất buồn tẻ, cũng rất tịch mịch. Sau hai canh giờ, Diệp Huyên ngừng lại, cầm kiếm đứng tại chỗ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Diệp Huyên nhìn Linh Tiêu kiếm trong tay mình rồi nói, tiền bối, vì sao lần nào đối luyện với cái bóng ta cũng có cảm giác như lần này đã là cực hạn hết sức rồi, nhưng đến lần đối luyện tiếp theo lại tiếp tục cảm thấy như thế. Tiền bối tăng cường thực lực của cái bóng sao? Một lát sau, giọng nói của nữ tử thần bí vang lên, ngươi có cảm giác này chứng tỏ lần nào ngươi cũng tiến bộ, còn về cực hạn, không có cực hạn. Nền tảng hiện tại của ngươi không tệ, nhưng cũng chỉ là xét trong phạm vi Thanh Thành và Khương Quốc thôi, nếu mở rộng tới các tông môn lớn ở nước lớn thì chỉ là người bình thường. Cho nên, hiện giờ ngươi dừng lại ở khí biến cảnh một thời gian cũng tốt, đương nhiên không thể ngừng quá lâu. Chuyện của Linh Kiếm còn cần ngươi nghĩ cách giải quyết. Diệp Huyên khẽ gật đầu nói, ta hiểu. Hiện giờ việc hắn cần làm là phải tăng thực lực của mình trên mọi phương diện trước khi đạt tới ngự khí cảnh. Dừng tu luyện. Diệp Huyên tắm rửa một lát rồi đi nghỉ ngơi. Tu luyện cũng phải có mức độ, nếu không chẳng khác nào tự sát. Một canh giờ dưới sau, Diệp Huyên tỉnh lại. Mà Diệp Liên cũng tỉnh. Chẳng mấy chốc đã có người đưa bữa sáng tới. Đồ ăn phong phú, hai huynh muội ăn gần như sạch sẽ. Cũng chịu thôi, nghèo khó quen rồi, chẳng mấy khi được ăn ngon như thế, đương nhiên không thể lãng phí. Ăn xong, Diệp Huyên đưa Diệp Liên ra khỏi phòng. Quay lại bong thuyền mây. Lúc này thuyền mây đã bay lên không trung, cách mặt đất ít nhất mấy trăm trượng. Trên bong thuyền đã có vô số người tụ tập, hai huynh muội đi tới đầu thuyền. Khu này chỉ có người của phòng hạng nhất mới có thể vào được, cũng có vị trí tốt nhất. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, xa xa dãy núi vần quanh, thi thoảng có bóng chim bay từ trong núi ra. Oa! Diệp Liên đứng bên cạnh hưng phấn hô lên ca, huynh xem, những ngọn núi kia đều bé tí. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của Diệp Liên, sau đó ngẩng đầu nhìn xa xăm, ngắm núi xanh mây trắng đến thất thần. Khi ở dưới mặt đất, phong cảnh hắn ngắm được cũng chỉ có hạn, nhưng hiện giờ bay giữa không trung, những gì hắn nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Thanh Thành rất nhỏ, thế giới rất lớn. Mình rất nhỏ, thiên địa rất lớn. Thấy Diệp Huyên ngơ ngẩn,
Diệp Liên lập tức im lặng. Cô bé biết rất có thể ca ca đang suy nghĩ chuyện gì đó, nên bèn đi tới một góc cách đó không xa vịn vào lan can thở dài cảm thán thật là đẹp quá. Đúng là đồ nhà quê. Đúng lúc này, một giọng nói chói tai vọng vào tai Diệp Liên. Cô bé quay đầu nhìn lại thì thấy một thằng nhóc đứng cách mình không xa, trường tuổi như cô bé, ăn mặc cực kỳ lộng lẫy. Chỉ có điều thằng nhóc quá mập, hai mắt sắp bị đống thịt bịt kín không thấy đường nữa. Diệp Liên nhìn đi chỗ khác, cô bé cũng không muốn tìm phiền toái cho ca ca mình. Nhưng thằng nhóc kia lại đi tới bên cạnh Diệp Liên, đánh giá cô bé một chút, rồi lên tiếng, giọng nói đầy vẻ xem thường, xem bộ y phục này của ngươi đi, lại còn có cả miếng vá nữa, chẳng lẽ ngươi không mua nổi một bộ y phục à? Diệp Liên đứng bên cạnh hưng phấn hô lên ca, huynh xem, những ngọn núi kia đều bé tí. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của Diệp Liên, sau đó ngẩng đầu nhìn xa xăm, ngắm núi xanh mây trắng đến thất thần. Khi ở dưới mặt đất, phong cảnh hắn ngắm được cũng chỉ có hạn, nhưng hiện giờ bay giữa không trung, những gì hắn nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Thanh Thành rất nhỏ, thế giới rất lớn. Mình rất nhỏ, thiên địa rất lớn. Thấy Diệp Huyên ngơ ngẩn, Diệp Liên lập tức im lặng. Cô bé biết rất có thể ca ca đang suy nghĩ chuyện gì đó, nên bèn đi tới một góc cách đó không xa vịn vào lan can thở dài cảm thán thật là đẹp quá. Đúng là đồ nhà quê. Đúng lúc này, một giọng nói chói tai vọng vào tai Diệp Liên. Cô bé quay đầu nhìn lại thì thấy một thằng nhóc đứng cách mình không xa, trường tuổi như cô bé, ăn mặc cực kỳ lộng lẫy. Chỉ có điều thằng nhóc quá mập, hai mắt sắp bị đống thịt bịt kín không thấy đường nữa. Diệp Liên nhìn đi chỗ khác, cô bé cũng không muốn tìm phiền toái cho ca ca mình. Nhưng thằng nhóc kia lại đi tới bên cạnh Diệp Liên, đánh giá cô bé một chút, rồi lên tiếng, giọng nói đầy vẻ xem thường, xem bộ y phục này của ngươi đi, lại còn có cả miếng vá nữa, chẳng lẽ ngươi không mua nổi một bộ y phục à? Diệp Liên thản nhiên nói, y phục này thì sao, mặc được là được. Có ca ca là đủ rồi. Thằng nhóc vỗ vỗ y phục của mình đắc ý nói, biết đây là cái gì chưa? Bộ y phục này được may từ da yêu thú linh hồ đấy, có thể mua được 10 vạn bộ như của ngươi. Diệp Liên nhìn thoáng qua bộ quần áo của thằng nhóc rồi nói, không thèm. Ta có ca ca rồi. Thằng nhóc lại lấy ra một viên ngọc thạch sáng óng ánh long lanh, ánh mắt Diệp Liên lập tức bị nó thu hút. Ngọc thạch thuần khiết không tì vết, rất đẹp. Thấy Diệp Liên đã chú ý tới. Thằng nhóc đắc ý nói, đây chính là linh ngọc tốt nhất đấy, đáng giá ngàn vàng, ngươi có không? Diệp Liên hừ một tiếng, trả lời, ta có ca ca. Thằng nhóc cả giận, có thể đừng có nhắc tới ca ca của ngươi nữa không? Diệp Liên mặc kệ thằng nhóc, chỉ ngẩng đầu nhìn chân trời xa xa, khẽ nói, ta chỉ có ca ca. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.